đi anh. Rồi, hello cả nhà. Hello cả nhà, ai thấy Hoài rồi mọi người chấm bài lên nha. Hello em Thu Thủy nha. Rồi, cả nhà cảm ơn em Kiều Thủy nha. Rồi cả nhà ơi, chia sẻ livestream và chấm bài lên nha, để Hằng lên đồ cho cả nhà mình nha. Hàng em nhận rồi, đẹp lắm. 3 ngày rồi hả? Từ từ rồi chị chốt cho em, ngày mai là chị sẽ chốt cho ông Út cưng. Tại vì là chị sợ là em chưa nhận được cái đơn kia, chị chốt là hai đơn nó tới liên tục á. Mai đi, hôm nay em lựa hết tối hôm nay, mai là chị sẽ bắt đầu chốt cho em nha. Em lựa thêm tối nay nữa nha Út cưng ơi. Rồi lựa thêm hôm nay nữa là chị, ngày mai chị sẽ bắt đầu chốt hàng cho mọi người nha. Rồi cả nhà ơi, chia sẻ livestream cho Hoài với, chia sẻ livestream với. Hello Linh Ngân. Không em, hôm nay chị cũng không có live lên đùi đâu em ơi. Ok ok em. Rồi bây giờ Hoàng sẽ lên đồ cho các tình yêu nha. Hoàng sẽ lên đồ tri ân 9.000 áp dụng cho khách có chia sẻ livestream nha. Rồi Hoàng sẽ bán 2 ri đồ giá 9.000 áp dụng cho khách có chia sẻ livestream cho Hoàng. Hôm nay nhiều đồ mới về đẹp lắm nha. Rồi 9.000 áp dụng cho khách chia sẻ livestream nha. 9.000 áp dụng cho khách chia sẻ livestream nha các tình yêu ơi. 9.000 áp dụng cho khách chia sẻ livestream nha. Bạn nào chia sẻ livestream rồi thì comment đây cho Hoàng. Em nhận đồ rồi nha chị. Ồ vậy hả? Rồi ok Uyên Thuyền nha. 9.000 áp dụng cho khách có chia sẻ livestream nha. Áo thun nha. Trời ơi áo thun đẹp quá. Áo thun này là foam ôm nha cả nhà. Foam này là foam ôm nhưng mà trên 60kg cũng mặc vừa. 9.000. 9.000 nha, mà Hoàng không có chọn màu. Cả nhà Hoàng không có chọn màu. Đến bạn nào thì Hoàng sẽ chốt cho bạn đó nha. Muốn mua nhiều áo thì mua. Hoàng tri ân cho mọi người là đầu like là 9.000 nha. Áp dụng cho khách có chia sẻ livestream. Hoàng tri ân cho mọi người 2 ri luôn. Tri ân cho mọi người 2 ri là 20 áo á. 20 áo nha, giá 9.000 thôi. Nhớ là phải chia sẻ livestream rồi mới chốt đồ 9.000 nha. 9.000 là bán lỗ. Bán lỗ để kéo tương tác chứ không có lời gì đâu. Foam này là foam ôm nhưng 65kg nó cũng mặc vừa nha. Mà Hoàng không có chốt màu nha cả nhà. Cái này xả rồi nha em ơi. Cái này Hoàng không có chốt màu nha. Cái này là Hoàng không chốt màu cả nhà mình ơi, biết sao không? Vì là Hoàng tri ân rồi mà còn chốt màu nữa, nó rất là mất thời gian. Mấy bạn chốt cho Hoàng là áo lộn xộn ha. Áo lộn xộn 9.000 mà không chọn màu nha các tình yêu ơi. Nếu như mà mặc đẹp nhất thì cỡ tầm 60kg nha. 60kg, 62kg trở lại thôi. Chứ mà nhiều hơn nữa thì Hoàng sợ nó không đẹp là bởi vì sao? Bởi vì đây là cái foam ôm. Chỉ sợ là mình béo hơn nữa là mình mặc cái nhìn nó sẽ rất là kiểu như là nó hơi hơi lòi bụng á, kiểu vậy đó. Chứ còn là cái chất co giãn đó là vô tư nha, cho mọi người xem nè. Đó, tới bạn nào thì chốt cái đó nha, chứ Hoàng không có lựa màu. Tình yêu nào đồng ý thì mua cho Hoàng áo 9.000. Số lượng 1 áo, 2 áo, 3 áo, 4 áo, bao nhiêu áo cũng được. Nhưng mà Hoàng không có chốt màu nha. Hoàng không có chốt màu. Nó tóm lại là Hoàng cho mọi người coi nè. Hàng theo ri mà nó về như vậy nè. Trong đây rất là nhiều kiểu luôn. Có nghĩa là ri áo này rất là nhiều kiểu ha. Chia sẻ rồi đó chị, cảm ơn Loan Nguyễn nha. Đó, có nghĩa là đến bạn nào thì là chốt cái đó. Ví dụ như bạn nào chốt nhiều thì Hoàng sẽ lấy hai màu. Ví dụ như lấy hai áo thì tất nhiên là Hoàng sẽ lấy hai kiểu khác nhau rồi nha. Chia sẻ livestream mới chốt nha. Ai chưa chia sẻ livestream thì mình cứ chia sẻ đi ha. Ai chưa chia sẻ livestream thì mình sẽ chia sẻ đó cho mọi người xem sơ như vậy nha.
Đây, nó rất là nhiều kiểu, nó rất là nhiều kiểu, nhiều màu luôn đó. Cho mọi người xem sơ như vậy, nhiều kiểu, nhiều màu lắm, cực kỳ đẹp ha. Cứ 9.000 một áo nha, 9.000 một áo, áo này dễ thương quá. 9.000 một áo, 9.000 một áo áp dụng cho khách có chia sẻ livestream nha cả nhà mình ơi. 9.000 đồng một áo nha. Hoàng nói rồi là áo này là áo lộn xộn, cho nên là Hoàng sẽ không có chốt màu gì mà đại loại là mấy bạn phải chấp nhận mua, là có nghĩa là mình trúng cái nào thì lấy cái đó, bạn nào chịu thì mình mua nha, bạn nào chịu thì mua, chứ Hoàng không có chốt màu. Bởi vì cái này là Hoàng kiểu như là bán kéo tương tác nên là Hoàng không có chốt màu nha cả nhà mình ơi. Nha, Hoàng không chốt màu và Hoàng chỉ lấy ngẫu nhiên thôi. Vì là bán nhanh để cho có cái tương tác, cho khách vào đông rồi mình bán hàng mà. Chứ còn 9.000 thì là bán lỗ rồi, chứ đâu có lời gì đâu. Bạn nào muốn mua bao nhiêu cái comment lên cho Hoàng, 9.000 một cái. Quá trời đất đẹp luôn, rất là nhiều mẫu luôn á. Hoàng thấy một ri nhưng mà nó khá là nhiều mẫu luôn. Khá là nhiều mẫu luôn nha, đẹp, vô cùng đẹp luôn. Một ri nhưng mà nhiều mẫu lắm. Rồi cả nhà chấm bài lên cho Hoàng, cho mọi người xem qua hết các mẫu, Hoàng sẽ bán 2 ri đồ luôn. Giá 9.000 một áo nha, áp dụng cho khách có chia sẻ livestream cho Hoàng. Mấy bạn mà chưa chia sẻ livestream thì cả nhà mình chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Cái áo hột nút này coi là cái kiểu gì. Em chia sẻ rồi, Thanh Nguyễn chưa chia sẻ nè em ơi. Thanh Nguyễn chia sẻ đi em ơi. Tại vì nó đổi chữ người chia sẻ lên là mới chia sẻ, trời đẹp nhất nách luôn. Quá đẹp luôn ha, quá đẹp luôn. Hello em Cẩm Tiên nha. Rồi cả nhà chia sẻ livestream cho Hoàng, chia sẻ livestream cho Hoàng để Hoàng bắt đầu nha. Rồi bây giờ cả nhà comment lên đi, chốt cho Hoàng một áo, hai áo, ba áo, bao nhiêu áo, muốn mua nhiều áo thì mua, nhưng phải chia sẻ livestream thì rồi mình mới chốt hàng nha. Nhớ cái khâu chia sẻ là quan trọng nhất, vì Hoàng bán cái này là để chốt tương tác mà. Rồi được chưa cả nhà, hôm nay có nhiều đồ mới về lắm, đồ mới về rất là nhiều luôn á. Có đồ bộ kim sa mới về đẹp ghê gớm luôn, đẹp ghê gớm luôn. Nhưng hôm nay nó tóm lại là hôm nay là Hoàng Lai toàn là siêu phẩm mới cho cả nhà mình không ha. Rồi được chưa, được chưa cả nhà ơi, 9.000 áo, 9.000 nha. Áo này là lộn xộn, Hoàng bóc ngẫu nhiên nha cả nhà ơi, Hoàng bóc ngẫu nhiên, cứ bóc từ trên xuống dưới vậy đó. Bạn nào muốn mua nhiêu áo thì mua, chứ Hoàng không có chốt màu cho cả nhà mình nha, Hoàng không chốt màu nha. Lưu ý là Hoàng không chốt màu, bởi vì cái này là Hoàng bán kéo tương tác chứ không có bán lời đây, nên là Hoàng không có chốt màu. Đây, Hoàng không có chốt màu, nhưng mà đa số là phôm ôm nha. Nó không phải là phôm rộng tay lỡ mà nó là phôm ôm, 9.000 một cái áo. Ôi trời ơi, bán cái này là bán kéo tương tác cho vui thôi, chứ 9.000 thì mọi người nghĩ là nó đủ vốn chưa, chứ đừng có nói là lời, lời thì chắc nhiên là không có rồi. Đó nha, 63kg, nó tóm lại là chị không có rành em ơi. Tại vì ở trong đây là chị sẽ bóc lộn xộn, chị sẽ bóc lộn xộn, nó tóm lại là nó sẽ nằm cái phôm từ năm 40 mấy ký cho đến 60 mấy ký có hết trong đây, nhưng mà chị bóc lộn xộn thôi, chứ chị không có lựa, vì cái hàng này mình đâu có bán lời đâu, cho nên là mình bán kéo tương tác mà, bán nhanh thôi. Rồi 9.000 được chưa? Bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu chốt nha. Bắt đầu chốt nè, Hoàng chốt từ trên xuống dưới nha, cả nhà nhớ chấm bài tương tác để cho nó khỏi ẩn comment nha. Chấm bài tương tác cho Hoàng để khỏi ẩn comment. Bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu chốt nè. Ok nè, út cưng một áo nè. Ok nè, cho út cưng một áo nè. Ok, bút này không phải chú út của mình. Út cưng một áo nha. Ê, đồ kim sa về đẹp lắm luôn á. Út cưng một áo nè. Út cưng một áo 9.000 nè. Ok, út cưng nè, Hoàng sẽ kéo comment nha. Út cưng là một áo 9.000 nè. Nhớ khách mới là, khách mới thì lên thông tin số điện thoại địa chỉ cho Hoàng nha. Út cưng một áo nè, rồi ok nè. Thanh Nguyễn hai áo nè. Thanh Nguyễn này là Thanh Nguyễn qua ghé đúng không? Thanh Nguyễn Hàm Phú đúng không? Thanh Nguyễn Hàm Phú này 9.000 nè. Nhớ chia sẻ livestream em ơi. Chị thấy em chưa có chia sẻ livestream á. Thanh Nguyễn nè, Hàm Phú nè, hai cái nè, ok nè, 9.000 nè. Thanh Nguyễn Hàm Phú hai cái nha. Rồi ok, Thoa Trần là ba cái nè, một cái nè, hai cái nè, ba cái là ba màu nha, cho Thoa Trần nè, 9.000 nha. Áo 9.000, áo 9.000 áp dụng cho khách có chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Nhưng mà Hoàng sẽ không có lựa màu cho cả nhà mình, vì bán cái tri ân đầu like mà còn lựa màu nữa rất là tốn thời gian luôn, nên Hoàng không có lựa màu nha. Thoa Trần ok, Thoa Trần ba áo ok, 9.000 nè. Chia sẻ livestream đi cho lượt chia sẻ nó nổi lên đi mọi người ơi. Rồi ok em, hai cái út cưng hả? Út cưng hai cái, vậy út cưng hồi nãy cái kia rồi giờ thêm cái màu này nữa. Ok nè, út cưng hai cái nè, 9.000 nè. Ok út cưng nha. Rồi bắt đầu Hoàng chốt cho cả nhà này. Thi hả? Thi lên thông tin số điện thoại cho Hoàng đi nghe. Thi nè. Ok nè, Thi lên số điện thoại địa chỉ giúp Hoàng nha.
chị thi này nè, 9.000, ok chị thi nha. Thanh Nguyễn có rồi, thi hai áo, ok thi nè chị. Thi ơi, lên thông tin số điện thoại cho Hoàng luôn, chị thi nha. Chị thi khách mới lên thông tin số điện thoại địa chỉ luôn cho Hoàng nha chị thi ơi. Rồi được chưa, Cẩm Tiên hai áo, ok, cảm ơn Loan Nguyễn nha. Rồi ok này, Cẩm Tiên hai áo nè, Cẩm Tiên hai áo, ok, Cẩm Tiên này 9.000 nè. Cái này là bán câu tương tác chứ áo gì mà có 9.000. Ok, chốt cho Cẩm Tiên, ok, 9.000. Mọi người thấy 9.000 bây giờ mua không có được cái ly nước mía luôn á. Bây giờ mà nếu như mà ở Sài Gòn là mua không được ly nước mía nha. Rồi Cẩm Tiên hai áo. Rồi cả nhà chấm bài lên cho Hoàng, Cẩm Tiên hai áo. Rồi ai lấy nữa thì chốt cho Hoàng nha. Chị Thi có rồi. Chị Thi lên thông tin số điện thoại địa chỉ giúp Hoàng nha. Rồi khách mới là mọi người nhớ lên thông tin số điện thoại địa chỉ giúp Hoàng, chứ mà không là Hoàng không có biết đường mà chốt hàng đâu nha. Khách mới là nhớ lên thông tin số điện thoại địa chỉ cho Hoàng. Rồi ai muốn lấy nữa thì chốt nha, ai lấy nữa thì chốt, nhưng mà Hoàng chỉ chốt cho người chia sẻ livestream thôi. Hoàng thấy bên bên đây có rất là nhiều bạn mua nè, nhưng mà không chia sẻ livestream là Hoàng không chốt nha. Lưu ý, cái hàng này là Hoàng chỉ bán dành cho khách có chia sẻ thôi, đại loại là khách có tương tác với mình thì mình mới tri ân lại cho khách nha. Chứ bây giờ mà mọi người nghĩ đi, cái áo 9.000 này thì nếu như mà có số lượng thì sỉ cũng ôm hết luôn, chứ không có đến lượt mà bán cho mọi người đâu. Bán cái này là bán lỗ, thành ra là mấy bạn phải nhớ chia sẻ livestream rồi Hoàng mới chốt nha. Rồi bây giờ Hoàng qua mẫu khác nè. Rồi bạn nào muốn mua nữa thì chấm bài lên cho Hoàng nha. Rồi bây giờ em vô đơn của Thoa Trần, ok thi nha. Rồi chấm bài lên, Hoàng sẽ lên bộ kim sa cho cả nhà nha. Trời ơi, cái bộ này mới về đẹp ngất ngay luôn. Còn dư cỡ tầm 20 bộ thôi à, bán lẻ cho mọi người cho vui thôi nha. Dư 20 bộ thôi, Hoàng nói trước, bạn nào chậm là hết hàng nha. Cái này là đồ bộ kim sa, hàng cực kỳ xịn luôn. Chỉ còn dư đúng 2 ri thôi nha cả nhà nha, dư đúng 2 ri thôi. Bạn nào mà chậm là hết nha, chậm là hết nha. Không hề có hàng, tại vì mấy bạn nhớ là lần trước Hoàng vừa up hình lên á mà không có để livestream không. Cái lần này á thì Hoàng về, nhưng mà hồi chiều mới chốt cho sỉ bé Phương Phương chỉ khoảng hơn 2 triệu rồi đó. Rồi rất là nhiều khách khác chốt nha, Hoàng chừa lại cho mọi người. Ê, mọi người mà từng biết đến cái thằng này nè, thằng mà Machino nè, cái thằng thương hiệu Machino này nè, là mọi người biết là nó cực kỳ xịn nha. Cái lô kim sa mà Hoàng up Facebook đây bây giờ mới dư đúng 20 bộ để livestream cho khách lẻ. Quần là quần có túi cho Hoàng, chất vải là cực đẹp luôn ha. Form này là cỡ tầm 5 nha, cỡ 52kg trở lại cả nhà, 52kg trở lại mặc được, tri ân cho mọi người giá 45.000. Giá 45.000 ha, 45.000 nha. Giá 45.000 cho Hoàng, ai lấy thì chuẩn bị chốt cho Hoàng giá 45 ha. Áo dài bé rồi sao chị bán bao nhiêu vậy, đợi chị xíu rồi chị đi, đơn em đủ rồi chị, gửi em nhanh chị rồi mai chị chốt nha. Rồi bộ này nè, cực kỳ đẹp luôn, phải nói là đẹp hơn chữ đẹp luôn nha. Rồi 45.000. 45.000 nha, ai lấy thì chốt cho Hoàng bộ lửng nha, 45.000. Sỉ á, mà lựa cái mẫu này thì giá 40.000 ha. Sỉ lựa giá cái mẫu này giá 40.000 và Hoàng chỉ còn đúng 2 ri thôi nha, 2 ri thôi. Còn lại là hồi chiều là sỉ ôm hết. Hàng của Machino nha, quần là có túi nha, chất vải này là nó cực kỳ xịn đẹp luôn. Phía bên đây là nó đi đường viền nha, 52kg trở lại mặc cực kỳ chất luôn. Rồi nha, bộ mà bộ ba lỗ, mà bộ ba lỗ kim sa nha, rất là nhiều màu luôn. Rồi bây giờ Hoàng sẽ lên bảng màu nha. Ai lấy thì chốt nhanh cho Hoàng nha, ai lấy chốt nhanh cho Hoàng cái bộ này nè. Mấy bữa mà Hoàng up Facebook đó, up từ cái bữa trước mà không có đủ để livestream đó cả nhà, bây giờ nó mới có livestream, bây giờ Hoàng live màu nha. Màu này là màu bò nè, rồi màu này là màu đỏ nè, màu đỏ nè, rồi màu này là màu vàng nè. Màu vàng này là cái chữ FF dễ thương quá vậy, cái màu vàng này chữ FF dễ thương quá. Để Hoàng cho mọi người coi cái màu vàng này chữ FF làm sao đâu, ok quá đẹp luôn, trời ơi chịu không nổi luôn. Cái hàng này là hàng kim sa nha. Rồi cái hàng Machino này là thôi chứ phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Cái chất nó đẹp kinh khủng khiếp luôn cả nhà ơi. Cái chất nó nè, cái thằng mà Machino này chất đẹp lắm luôn á. Rồi ai lấy thì cả nhà chuẩn bị chốt lên cho Hoàng nha. Cỡ 52kg trở lại thôi cả nhà. Bạn nào cao cao thì có thể là 53-54kg. Còn bạn nào mà gầy gầy thì cỡ 52kg ha. Á quên lộn, bạn nào mà kiểu như là thấp thấp thì cỡ 52kg, còn bạn nào có chiều cao tốt thì có thể là 53-54kg cũng ok nha. Rồi cái này là vàng nè, vàng cái chữ này là FF nha, vàng FF. Còn e chốt màu luôn nha Cẩm Tiên ơi. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng, còn đúng 20 bộ thôi, bạn nào mà chậm là hết nha, chậm là hết, sỉ lẻ chị cũng rứa mà chốt hết rồi đó. Rồi màu màu vàng nè, màu này là màu bò nha,
Màu này là chốt cho Hoàng là xanh ha. Màu xanh nè. Màu xanh nha. Rồi màu hồng nè. Màu hồng nè. Rồi màu cam đất nè. Đồ chị Hoàng mặc còn không? Chị like cho em lựa. Cái đồ bên chị, cái này là form big size em. Phải từ 65kg cho đến cỡ tầm 85kg mới mặc vừa em. 65kg đến 85kg mặc vừa. Cái form này cỡ 52kg lan à. Chắc em mặc không vừa. 52kg em mặc không vừa nha. 45.000 một bộ. Trời ơi, cái bộ kim sa này nè. Up Facebook đó nha. Up Facebook đó. Rồi Huỳnh Trân vào lựa đi nha cục cưng. Mai bên chị chốt đơn nha. Huỳnh Trân á, không inbox cho chị thì cho chị lại số điện thoại đi. Tại vì vừa rồi không biết chị làm lạc đâu mất tiêu rồi. Cho chị lại số điện thoại nha. Rồi ai lấy thì chốt màu lên cho Hoàng. Còn đúng 20 bộ thôi nha cả nhà nha. Hoàng chốt cho sĩ phật phật hết luôn, không nó láo luôn. Up Facebook từ bữa đầu tuần mà bữa nay mới về lô thứ hai để mà có like cho mọi người nè. Còn cái lô đầu tiên là đã chốt hết trơn rồi. Chốt sĩ hết trơn rồi. Sĩ lấy mấy ri hết sạch luôn, không còn luôn. Cái hàng mà có cái thương hiệu Machino này nè. Mọi người coi cái mạc nè. Coi cái mạc nè, xịn không Machino. Cái hàng này là thương hiệu này là xịn lắm luôn. Rồi ai lấy chốt màu cho Hoàng. Còn đúng 2 ri thôi, 20 bộ nữa thôi là hết. Để dành bán lẻ cho mấy bạn cho vui nha. Cái hình con heo là có màu đỏ là 1 nè. Rồi màu cam đất là 2 nè. Đó thấy chưa. Màu vàng là 3 nè. Màu vàng là 3 nè. Màu xanh là 4 nè. Màu bò là 5 nè. Màu bò là 5 nè. Màu hồng là 6 nha. Màu hồng là 6. Rồi có một bộ vàng FF. Bộ vàng này là FF Fendi nè. Có một bộ vàng FF Fendi. Hàng này là hàng kim sa nha. Bộ lửng 3 lỗ hàng kim sa cực kỳ đẹp. Cỡ 52kg trở lại là mặc ok. Rồi cả nhà mình ai lấy thì chốt màu cho Hoàng. Khách Huỳnh Trân cho chị xin lại số điện thoại địa chỉ nha. Rồi ai lấy thì mọi người chốt màu nhanh lên cho Hoàng để Hoàng qua mẫu khác nè. Để Hoàng qua mẫu khác cho mọi người nha. Hôm nay có rất là nhiều đồ đẹp, nhưng mà phải chốt từ từ. Bạn nào chốt màu nào thì tranh thủ lên cho Hoàng. 45.000 một bộ, bộ này cực chất luôn. Phải nói là cực đỉnh luôn. Cái bộ này là phải bán hơn 100 mấy chục ngàn một bộ. Với lại Hoàng cũng còn cỡ 2 ri bộ coca. Dạ đồ big size á, em mặc 67kg rồi ok. Đợi chị xíu chị mới lên được em. Đợi chị xíu rồi chị mới lên được nha. Hồng xíu ơi. Rồi tiếp tục. Ai lấy cái bộ kim sa lửng có túi đó thì chốt đi. Chốt đi cả nhà, cẩm tiên lên màu cho chị luôn nha. Rồi like sơ cái mẫu này thôi, chứ mẫu này là không bao giờ còn nha. Mẫu này không bao giờ còn. Mấy bạn không mua lẻ thì nó cũng không bao giờ còn để mà mình mua lẻ tiếp nữa. Điều đó là khẳng định luôn. Không hề có hàng luôn. Cái hàng mà cái thương hiệu Machino này nè. Đó là cực kỳ xịn luôn ha. Đây, Machino này cái tem mà. Đó, đẹp chưa. Rồi bộ này là bộ ba lỗ coca luôn. Quần nó có túi luôn. Em hello chị Hải Trần nha. Em hello chị Hải Trần. Rồi cả nhà chấm bài tương tác lên cho Hoàng. Quần có túi như vậy nè. Rồi 52kg trở lại. Mặc là quá đư là đẹp luôn ha. Bao đẹp bao chất luôn. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Ai lấy thì chốt cho Hoàng. Ê mọi người chấm bài lên được không? Để dụ như để mà lỡ nó có ẩn tương tác hay gì Hoàng biết. Chứ sao Hoàng thấy mọi người im lặng quá vậy. Ý là không chốt mẫu này cũng không có sao. Vì Hoàng có rất là nhiều đồ like cho mọi người. Thì mọi người phải chấm bài để Hoàng biết. Chứ mọi người ngồi im lặng là Hoàng không biết là nó bị ẩn comment hay là bị cái gì. Không biết ẩn comment hay là bị cái gì. Mà thấy im re luôn à. Nên Hoàng không biết là nó bị ẩn comment hay là cái gì. Để Hoàng xem thử coi. Cẩm tiên lấy màu gì á. Một bộ vàng, một bộ đỏ ok Cẩm tiên. Ê một bộ bò. Một bộ bò, một bộ đỏ hả. 45.000 nha Huỳnh Trân ơi. Hình như bị ẩn comment. Ẩn comment ok Huỳnh Trân. Một bộ bò, một bộ đỏ đúng không Huỳnh. Đó quên Cẩm tiên nè. Cẩm tiên nè, một bộ màu đỏ với một bộ màu bò đúng không. Ok chốt cho Cẩm tiên nha. 45.000 Cẩm tiên nè. Cẩm tiên 45.000 một bộ này. Ok cẩm tiên nha. Rồi cái bộ này là dễ thương vô cùng luôn. Mặc lên là xinh tươi mùa hạ luôn. 45.000 ok cẩm tiên nè. Rồi cả nhà ơi nhớ chấm bài lên cho Hoàng nha. Hình như một máy nó bị ẩn comment mất tiêu rồi. Hoàng nhìn bên đây mà không thấy luôn. Một bộ màu bò, một bộ màu đỏ. Đúng không? Đúng không? Cẩm tiên ơi, đúng không em ơi? Rồi qua cái bộ coca nha. Coca là có màu đen nè. 45.000 luôn nha. Màu bò, màu hồng nè. Rồi màu vàng nè. Màu hồng nè, màu vàng nè. Màu đỏ nè. Màu cam nè. Màu xanh nè. Nó cũng màu y rứa luôn nha. Y rứa luôn với màu bò nè. Rồi y luôn. Cái bảng màu là nó gần y như cái kia. Tại vì nó là hàng Machino ra nè. Đó, 2, 4, 6, 7 màu nha. 7 màu, ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Bộ này là bộ coca Machino luôn, coca luôn. Màu cam nè, cam đất á. Rồi màu đỏ nè, màu bò nè.
màu xanh nè, màu vàng nè, màu hồng nè và màu đen nha, bộ coca nha. Bạn nào lấy thì chốt cho Hoàng bộ coca. Coca kèm màu cho Hoàng 45.000. Coca kèm màu 45.000. Hình như mạng mọi người xem không được hay là nó bị sao á, bị sao mà sao thấy kiểu như là lượt tương tác nó kém quá vậy. Đây, hàng này là Martino như vậy nè, dễ thương không? Trời ơi, lấy cái áo ba lỗ mặc riêng cũng cưng nữa. Lấy cái áo ba lỗ mặc riêng cũng cưng nữa. Đây, quá đẹp chưa? Quần là có túi nha, nó may theo cái dạng thể thao như vậy nè. Trời ơi, nó đẹp thì thôi rồi luôn á. Rồi, hello cả nhà nha. Mọi người thấy Hoàng chấm bài lên cho Hoàng với. Sao Hoàng không thấy bình luận mấy nơi? Ví dụ như mọi người không chốt thì mọi người cũng phải chấm bài. Chứ mọi người im lặng thì là Hoàng không biết là ẩn comment hay là cái mạng nó bị sao, cái mạng nó bị sao. Còn mọi người thích Hoàng sale thì Hoàng sẽ sale cho rất là nhiều đồ luôn. Rồi, ai lấy thì chốt cho Hoàng cái mẫu này kèm màu. Mẫu coca kèm màu nha. Coca kèm màu cho Hoàng. Ê, bây giờ mọi người có thấy Hoàng không vậy? Mọi người có nhìn thấy Hoàng không vậy? Để cho Hoàng biết đường Hoàng xử lý trước đã. Một bộ vàng, một bộ bò hả? Ok, vậy là Cẩm Tiên một bộ vàng, một bộ bò ha, chứ không phải là bộ màu đỏ ha. Một bộ vàng, một bộ bò, cái này chứ không phải là bộ màu đỏ hả Cẩm Tiên? Ok Cẩm Tiên nha. Còn ai lấy coca thì comment coca bộ lửng nha em ơi. Rồi, ai lấy coca thì chốt coca rồi. Ok, chị bỏ cái bộ màu đỏ ra cho em nè. Ba lỗ cam đất nè. Ê, cái đó là em lấy gì đó? Màu vàng nè. Ok, chốt cho Cẩm Tiên nè, màu vàng nè, FF nè đúng không? Cẩm Tiên nè, 45.000 nè, ok nè. Cẩm Tiên, chị chốt màu vàng là 1, màu bò là 2 nha. Cái đó là bộ nha. Còn nếu như em lấy coca thì em chốt coca nha. Cái đó không phải là ba lỗ cam đất đâu. Cái bộ ba lỗ, bộ lửng ba lỗ. Còn em lấy coca thì em chốt coca. Chị thấy là ba lỗ cam đất, nhưng mà chị không biết là em chốt coca hay là em chốt cái hình con heo. Con heo này nè. Hồi nãy là chị lấy em bộ màu đỏ với bộ màu bò, thì em nói là không phải bộ vàng với bộ bò, thì chị xả bộ đỏ ra rồi nha. Của em là bây giờ nè, em nhìn lại kỹ giúp chị nè. Sao tối nay livestream kỳ quá vậy? Rồi đây nè, đây của em là có một bộ màu bò này nè và một bộ màu vàng nha. Chắc để Hoàng phát thêm livestream trên một cái máy này nữa coi sao kỳ vậy. Để Hoàng phát trên trang cá nhân thử coi sao kỳ vậy ta, tương tác gì kỳ vậy, sao kỳ, sao tự nhiên yếu nhớt yếu nhợt vậy, kỳ cục quá vậy. Mọi người sao không, giống như là mạng nó bị yếu hay sao á, thấy mọi người comment nó rất là chậm luôn. Có 59 lượt xe à, mạng chạy ròng vòng không có xem được đúng không? Trời ơi, gì kỳ vậy. Ờ, thấy em Diễm Kiều, ok em Diễm Kiều. Ok, Cẩm Tiên ok ha. Ý là Cẩm Tiên lấy bộ cam đất là lấy bộ coca hay là lấy bộ con heo? Tại vì em chỉ thấy em khổ mấy cam đất, chị không biết. Trời, cái ống hút. Rồi, chấm bài lên Hoàng qua mẫu nha. Chấm bài lên cho Hoàng qua mẫu này. Nhiều đồ đẹp mà chưa biết like cái mẫu gì. Thôi đi bán cái đồ, bán cái đồ kia cho cả nhà cái đó. Rồi, bé gì ta, bé gì vừa nói là lấy big size đúng không? Big size chỉ còn sale 65.000 nha. Big size là sale 65.000. Bé Hồng Xíu này còn ở đó không? Lựa đủ đơn mai chị chốt luôn nha em ơi. Lựa đủ đơn mai chị chốt luôn. Bộ big size này 101 mà sale còn 65.000. Chắc còn đâu cửa tầm 20 bộ, không biết có tới không nữa. Sale 65.000 luôn nha. Bộ big size sale 65.000. Hôm nay bạn yếu lắm chị hả? Ừ, hèn gì nó làm sao á, nó làm sao á. Thứ nhất là có bộ chuối Hoàng đang mặc nè. Bộ con két xanh nè. Bộ chuối Hoàng đang mặc nha. Bộ con két xanh nè. Với lại bộ trái cây 65.000 nha, 65.000. Cái này là 101, Hoàng sale 65.000. Chắc không còn tới 20 bộ đâu. Mười mấy bộ thôi, Hoàng xả lỗ 50% giá luôn á. Xả lỗ 50% giá. Ai lấy thì chốt cho Hoàng. Hồng Xíu lấy thì chốt nha. Chứ chị qua mẫu rồi, xíu nữa chị không có quay lại nha. Chị không quay lại, chị lười. Rồi đây, một bộ là chuối giống chị mặc nè. Rồi bộ con tét nè và bộ trái cây nha. 65.000 một bộ. Lưu ý là 65kg cho đến cỡ tầm
85kg mới mặc vừa nha cả nhà. Ba bộ đó là nam nữ mặc được luôn nha, ba bộ đó là nam nữ mặc được luôn. Đầm thiết kế em không có đâu chị Mỹ Vân Phạm ơi, bây giờ em không có like đầm thiết kế đâu nha chị, em có đầm thiết kế đâu nha chị Mỹ Vân Phạm ơi. Tại vì mùa hè là chủ yếu là đồ bộ chị, mùa hè là chủ yếu đồ bộ chứ em không nữ đâu. Cô là 45, cô là 45 là sao, cô là 45 là sao, sen lê là sao, là sao á, cô là 45 là sao. Rồi lấy thì chốt cho Hoàng nha, lấy thì chốt cho Hoàng nha em Hồng xíu nha, chốt cho Hoàng và nhớ là một thì inbox qua Messenger giúp chị, còn không nữa thì lên cho chị luôn lại thông tin số điện thoại nha. Tại vì hồi bữa là chị xóa mất tiêu á, quên lộn, kiểu như là bị không có đủ đơn á, rồi thông tin nó bị lạc đâu mất tiêu rồi. Cô la 45 sen lê ha, à cái bộ cô ca 45 á ha, chọn màu đi sen lê ơi. Khách chọn xong lên thông tin số điện thoại cho Hoàng nha. Cô la cô ca 45 là có màu vàng nè, màu xanh nè, màu bò nè, màu đỏ nè, màu đen nè đó, rồi màu hồng nha, 7 màu. Chốt cô ca thì phải chốt màu nữa nha, sen lê nha. Chốt cô ca chốt màu cho Hoàng 45 ngàn nha Hoàng, phải cột lại đã chứ không để là nó tùm lum tà la hết, nó đang nhiều đồ. Lấy bộ trái cây với bộ chuối nha, ok Hồng xíu. Em lên lại cho chị thông tin số điện thoại nha, thông tin số điện thoại địa chỉ, hoặc là em inbox lại cho chị nha. Vì là bữa em không có đủ đơn rồi, chị không biết là còn giữ thông tin không. Ok, đợi chị một xíu đi cục cưng ơi, đợi chị một xíu đi. Bộ trái cây với bộ chuối, ok, quên chết mẹ rồi. Bộ trái cây nè, với bộ chuối nè, ok nha. Bộ trái cây với bộ chuối chốt cho Hồng xíu nè, chốt cho Hồng xíu, ok nè. Hồng xíu 65 ngàn. Bây giờ em mua giá bằng hồi đó chị bán có một bộ thôi, em mua hai bộ mà bây giờ bằng giá hồi đó chị bán có một bộ. Khách chị mua toàn là trong mốt không, em là hên lắm á, vì chất KT này là loại 1 á, giá 65 ngàn là chị bị lỗ hết một mớ luôn á, nhưng mà còn ít nên là chị xả luôn. Chế ra số em coi là sao, sen lê này là con trai hay là con gái vậy, con trai hay con gái đây, à con gái ha. Cô ca đen, ok sen lê hả, rồi ok đợi hoài xíu còn lên lại màu nè. Cô ca đen này cho cẩm tiên này, ok kê này cho cẩm tiên 45 ngàn này, 45 này, đợi chị xíu chị cho coi lại mẫu cô ca nha. Ok em Hồng xíu, em inbox cho chị chính xác, ok. Rồi xem lại cái mẫu cô ca giúp Hoàng nè. Cái này là bộ lửng hàng Machino, sale 45 nghìn, quá bèo luôn. Đây nè, hàng mà cái thương hiệu Machino này nè là cực kỳ xịn luôn, hàng này là cực kỳ xịn ha. Đây bộ nó như thế này nè, cực kỳ đẹp chưa, hàng này là kỳ xịn nè, quần nó là nó may dạng thể thao như vậy nè, cưng chưa. 52kg trở lại mặc đẹp ha, chất vải là bao xịn sò cho mọi người luôn, quần có túi phía bên đây nó chạy hai viền như vậy, đẹp ơi là đẹp luôn. Cái chất vải này là khỏi bàn luôn, cái hàng này là xốp luôn chứ không phải là hàng này là hàng chợ đâu, hàng này không phải hàng chợ mà hàng xốp luôn á, chất vải đẹp miên man luôn, chất vải rất là đẹp ha. Rồi ok nha. Em vô pay không xem được chị ơi, vậy hả, em không xem được rồi thôi, em xem đỡ lên trang cá nhân đi cũng được nha. Tại vì chị thấy bên trang pay á, cái lượt tương tác nó kén quá nên là chị phát thêm bên trang cá nhân nè. Em cứ xem bên trang cá nhân cũng được, không sao. Rồi bây giờ Hoàng cho xem lại màu nha, coca nha, nhớ chốt cho Hoàng coca màu vàng nè, coca màu xanh nè, coca màu bò nè, coca màu đỏ nè, coca màu hồng nè, rồi coca màu đen nè, coca màu cam này ha. Mỗi mẫu như vậy là Hoàng chỉ còn cỡ tầm 20 bộ thôi, Hoàng đóng sỉ hết rồi, cho nên là bạn nào mua là tranh thủ mua, cái giá 45 ngàn quá bèo, quá sức bèo luôn. Rồi ai lấy thì chốt lên cho Hoàng nha, để Hoàng qua mẫu nha cả nhà nha, qua mẫu. Cái hàng mà thương hiệu Machino này là xịn lắm, vô cùng xịn sò luôn. Ê Hoàng có lô bộ thun lạnh mới về luôn á, đợi một xíu á, mạng nó ổn định phát rồi Hoàng lên. Bộ thun lạnh lửng á, nó mới về thêm được một mớ nữa nè, 60kg không em, chị nói là 52kg trở lại rồi em ơi. Chị có đọc số ký á mọi người ơi, khi mà Hoàng live stream á mọi người, Hoàng có nói số ký nha, mọi người nhớ để ý giúp Hoàng nha. Chứ vì là Hoàng live nhiều khi tốc độ chậm thì còn trả lời mọi người được, chứ nhiều khi tốc độ nhanh á
là mọi người hỏi là không có trả lời được đâu nha. Mọi người hỏi là không có trả lời được đâu. Rồi mọi người lại nói là sao khinh người. Tại vì Hoàng là khi live stream là Hoàng có nói số ký, số phone nha. Nên chân váy đi chị hả? Chân váy chị không có em ơi. Chân váy chị không có, không xem được hả Loan? Không xem được. Ủa, bên trang cá nhân em xem cũng không được luôn hả? Bên Facebook cá nhân em xem cũng không được luôn hả? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Rồi, bây giờ Hoàng qua mẫu ngày nha. Chân váy là mấy bữa là Hoàng có lô chân váy Quảng Châu, nhưng mà Hoàng sale hết rồi em. Hoàng sale hết rồi, bây giờ không biết là có còn hay không mà cũng không biết. Cái đó là lô đó là chị cũng sale hết rồi. Rồi thôi qua mẫu nha. Cái bộ big size như Hoàng mặc Hoàng sale 65.000. Bạn nào lấy thì chốt, nó chỉ còn có 3 màu thôi. Ngày xưa là nó rất là nhiều màu, bây giờ nó chỉ còn 3 màu. Nhưng lưu ý là 65kg trở lại mới mặc được. Bộ két xanh nè, bộ chuối vàng nè, và bộ trái cây nha. Két xanh, chuối vàng, trái cây 65.000 một bộ. Trời ơi, trước còn bán cho khách 101 không á, 120 không á. Bây giờ là Hoàng sale tụt quần luôn rồi đó. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Không biết em bây giờ đại loại là bán nhân viên nhà chị nó xếp đồ á, nó còn mỗi cái một ít á, nó xếp thì nó sẽ lộn vào cái đống đồ lung tung kia, nên giờ chị không có soạn được đâu. Chứ nó không phải khi mà mới đầu chị về là mỗi lần chị về một số lượng, ví dụ như chân váy á, là sẽ về số lượng ít nhất là 200-300 chân váy, rồi chốt sỉ xong rồi bắt đầu qua chốt lẻ. Nhưng mà đến khi nó còn số lượng ít là mấy bán nhân viên nó sẽ cột lộn xộn với nhau á, chị cũng giờ không biết ở đâu luôn. Không biết ở đâu luôn. Rồi bây giờ Hoàng sẽ like cái mẫu đồ bộ cho cả nhà nha. Bây giờ Hoàng sẽ like cái mẫu đồ bộ mới vừa về nè. Hoàng sẽ like cái mẫu đồ bộ mới về nè. Bé Phương Phương, bé khách sĩ, mấy bé khách sĩ nhà Hoàng chắc đang live stream. Hôm qua em xem không được, em thoát ra luôn. Hôm qua không lựa được gì. Huỳnh Trân, ok. Huỳnh Trân hồi inbox lại cho chị, hoặc là cho chị lại thông tin số điện thoại địa chỉ nha. Rồi bây giờ là Hoàng sẽ like cái ri đồ bộ này cho cả nhà nè. Xe cho cả nhà đồ bộ này 25.000, đẹp quá, nhiều mẫu trong đây luôn. Sale luôn 25.000, à đùa má ơi. Cái này sale luôn 25.000. Quá đẹp nha. Sale 25.000 là nhớ chia sẻ livestream mới chốt được nha. Không chia sẻ livestream là Hoàng sẽ không có chốt cái mẫu này đâu. Ý, cái mẫu này dễ thương quá. Cái con nhóc sari nó mặc vừa đấy chứ. Nó đại loại là cái này là 50kg nè. 35kg đến cỡ 50kg. 35kg thì nó mặc nó hơi rộng rộng xíu. 35kg đến 50kg. Từ từ em ơi, chị chưa có lên được đâu em ơi. Em mới vào livestream em yêu cầu là chị chưa có lên được đâu. Tại vì là từ đó đến giờ chị livestream không có theo cái khách hàng nào hết trơn á. Rồi, ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Bộ nè, bộ xanh nha, 25.000. Ai lấy xanh chốt xanh. Phôn từ 35kg cho đến cỡ tầm 50kg, 52kg mặc ok. Rồi, ai lấy bộ xanh comment cho Hoàng bộ xanh 25.000 nha. Hoàng đang sale cái đồ bộ này giá 25.000 cho mọi người. Hoàng mới về cái lô đồ bộ này nè. Bé Phương Phương nó mất đi live stream bán hàng rồi, nó không lựa. Đồ bé không chị? Không em, đồ bé nhỏ xíu là chị không lên. Bé lỡ lỡ này thì có nè. Cái mẫu này mà bé cỡ 35kg là mặc ok nè. Chị đang like cái bé lỡ lỡ này nè. Chứ còn mà bé nhỏ xíu là chị không like nha. Bé nhỏ xíu là chị chốt sỉ hết rồi, chị không có like nha. Chị đóng lô cho sỉ. Vi Nguyễn không xem được vậy, chị qua trang bay giúp em đi chị ơi, chị qua trang bay giúp em. Rồi cái này chốt cho Hoàng bộ LV. Ai lấy bộ LV chốt cho Hoàng LV. Form 55kg trở lại mặc được bộ LV. Trời ơi, cái bộ mấy cái bộ này dễ thương lắm. Trước á, người ta đang bán 35.000 một bộ á. Người ta đang bán 35.000 một bộ, Hoàng sale 25.000 là Hoàng sale lỗ luôn rồi á cả nhà. Rồi ai lấy bộ LV chốt LV nha. Có cả nhà ơi, cái gì cũng có hết á, nhưng mà từ từ chứ Hoàng không có lên theo ý mọi người đâu. Tại vì Hoàng like từ đầu tối đến cuối tối lận, không phải là Hoàng like xíu rồi Hoàng xuống đâu mà ngày nào cũng bán hết. Không xem được qua trang bay đi em ơi. Ok, Vinh Nguyễn nè, bộ xanh cho Vinh Nguyễn nè. Mọi người không xem được trang cá nhân thì mọi người qua trang bay giúp Hoàng. Vinh Nguyễn 25.000, ok cục cưng nè. Mọi người không qua, mọi người không có xem được bên trang. Chị có thấy em bị gì xem không được chút là quay vòng vòng hả? Bộ LV cho em Phương Hướng nè. Không biết cái quần của em Phương Hướng nó còn không nữa. Chốt cho em Phương Hướng nè. Phương Hướng nè. Phương Hướng ơi, em ráng lựa cho đủ đơn rồi chị dồn chị đi luôn nha. Bộ LV cho em Phương Hướng nè. À không, còn cái quần nè. Mấy màu là chị xả ra rồi nhưng mà thôi. Em vô rồi cho nên là chị để ra đây nè. Sale 25.000 bộ là lời lắm luôn á. Ráng mà mua. Cái gì cũng có hết nha mọi người, nhưng Hoàng chưa có like thì yêu cầu mọi người đâu. Cái này mà Hoàng thích thì Hoàng like lẻ cho vui vẻ thôi, chứ cái này xỉ ôm lô cũng giá 26.000. Rồi, bộ cam đất này đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Bộ cam đất nè.
form 55 56 ký mặc được này, ở giữa là lụa nha. Cái thằng này thằng lụa có đường ren ở giữa này. Rồi ai lấy bộ cam đất chốt cho Hoàng bộ cam đất nha. Bộ đùi cam đất chất là chất lụa nha, lụa ren á, ai lấy thì chốt cho Hoàng. Ai không xem được ở trang cá nhân mọi người qua trang bay giúp Hoàng nha. Hình như mạng nó hơi chậm á, nó hơi bị yếu á, nó hơi bị yếu cái gì đó, chưa lựa được. Ok, chốt cho em phương hướng mọi người ơi, mới có bắt đầu thôi mà, từ từ rồi mọi người lựa được thôi chứ, từ từ Hoàng lên mà, cả tối Hoàng lên rất là nhiều đồ nha, nên mọi người từ từ giúp Hoàng đi. Chứ mà like theo yêu cầu của ai Hoàng cũng không biết luôn á. Hoàng đang sale cái đồ bộ này giá có 25 ngàn bạc á. Ê cái này là pyjama này, pyjama chất phi nghe, đẹp lắm luôn, 25 ngàn. Ai lấy chốt cho Hoàng phi hồng. Ai lấy cái này chốt cho Hoàng phi hồng, chất vải là chất vải phi nha. Phi hồng, chất này là chất vải phi. Mấy bạn mà dưới 55, đảm bảo cái hàng này mấy bạn 55kg trở lại là mấy bạn mặc ok, bá cháy bỏ chét hết trơn á. Rồi ai lấy phi hồng chốt cho Hoàng phi hồng nha. Ai lấy phi hồng chốt phi hồng cho Hoàng. Ai lấy bộ phi hồng chốt phi hồng. 25 ngàn. Chia sẻ live stream nha, chia sẻ live stream đi cả nhà ơi. Phi hồng, ai lấy phi hồng. Lấy cam đất hết rồi Loan Lê ơi. Cái này là mọi người phải chờ từ từ một xíu chứ Hoàng, mọi người chốt cái này là. Rồi ai lấy phi hồng chốt cho Hoàng phi hồng. Phi hồng chốt cho Diễm Kiều ok, 25 ngàn nè. Diễm Kiều 25 ngàn ok. Rồi một bộ y như vậy mà phi tím này, một bộ y vậy là phi tím này, một bộ y vậy là phi xanh này. Ai lấy thì chốt cho Hoàng bộ y như vậy nha. Pyjama luôn á, pyjama luôn, một bộ là phi màu tím này, cái con Mickey này nè, và một cái bộ màu xanh nha. Phi tím, phi xanh, chất vải là chất phi á mọi người, phi lụa đó. Phi lụa nha, ai lấy thì chốt cho Hoàng phi tím, phi xanh 25 ngàn. Bán lỗ nha, bán lỗ nha, chứ không phải là lời đâu. 25 ngàn cái bộ phi này không ai ở trên cái Facebook này nó dám bán hết trơn á. Rồi ok nè, chốt cho Út Cưng bộ phi xanh nè. Út Cưng, à ok, Út Cưng là lần trước chốt hàng còn có số điện thoại rồi đúng không? Ok, Út Cưng một bộ phi xanh nè. Còn một bộ phi tím nữa nè, đẹp lắm nha, ai lấy thì chốt cho Hoàng. Like từ từ thôi, mạng nó đang yếu, Hoàng cũng không có like tốc độ nhanh đâu. Út Cưng có rồi nha, bộ phi màu tím nè, dễ thương chưa? Cưng á. Rồi ai lấy phi tím chốt cho Hoàng phi tím. Đố ai dám bán cái bộ này 25 ngàn. Người ta bán cái bộ này ít nhất là 35 ngàn á cả nhà. Ta bán cái bộ này 35 40 ngàn chứ không ai bán cái bộ này mà giá có 25 ngàn cho Hoàng đâu. Phi tím nè, đẹp chưa? Ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Từ từ lựa nha cả nhà ơi. Tại vì Hoàng like cả buổi tối là chứ không phải Hoàng like có xíu rồi Hoàng xuống. Ngày nào cũng like luôn. Rồi mạng nó hơi yếu nên Hoàng like từ từ á, chứ làm nhanh quá mọi người lựa cũng không kịp cái gì hết. Rồi ai lấy phi tím chốt cho Hoàng phi tím nè. Bộ lụa nè, bộ lụa ren ở trước ngực có màu hồng này cả nhà. Tại vì cái lô bộ này nó về là lô bộ lộn xộn, hiểu không? Cho nên là Hoàng cứ bung mẫu ra lộn xộn giúp này. Ủa chết mẹ rồi. Cái này nó bay bị cái này là nó bị tụt cha đường chỉ rồi. Cái bộ này nó bị, ý là nó may còn bị sót đường chỉ nè. Nó chưa có đạp hết nè cả nhà. Xe cho mọi người 15 ngàn. Sale 15 ngàn nha, bạn nào chịu khó về lấy cái, ý là đạp chỉ là giúp Hoàng, đạp chỉ là giúp Hoàng nha. Đây, nó hơi kiểu như là nó đạp chưa hết đường chỉ này cả nhà. 15 ngàn chốt cho Hoàng mã 15 nha, Hoàng bán lỗ luôn á. Mọi người đính một phát thôi. Chốt cho Hoàng mã 15. Chốt cho Hoàng mã 15 nha, ai lấy mã 15 comment mã 15. Cái này 15 ngàn. Phi tím chốt cho Trần Thị Thu Hiền ok. Phi tím chốt cho Trần Thị Thu Hiền ok nha. Trần Thị Thu Hiền ok nè. Trần Thị Thu Hiền nè. Trần Thị Thu Hiền mua dồn đơn đi, đủ đơn rồi mai Hoàng chốt luôn á. Lâu quá chắc Hoàng xả. 25 ngàn cho Trần Thị Thu Hiền nè. Rồi cái này là bộ hồng nè, dây hồng ok, chốt cho Út Cưng 15 ngàn nè. Bình thường là bán 25 rồi, bây giờ Hoàng bán 15 á, coi như là bù 10 ngàn cho mọi người đạp cái đường chỉ đó nha, Hoàng bán lỗ á. Hình sơn em bị ẩn comment rồi chị không thấy, tại vì em không có chia sẻ livestream á. Ui chất này là chất tôn nền len nha, bộ này là chất tôn nền len quá đẹp. Bộ này là chất vải lanh tôn nền len á, form cỡ 55kg cả nhà. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng 15, form 55kg trở lại nha, chốt cho Hoàng mã xanh. Quên lộ, cái này chốt cho Hoàng bộ xanh nha, chốt cho Hoàng bộ xanh 25 ngàn, Hoàng nói lộn nha. Có em nhưng mà chị chưa có like đâu Hoa Lê ơi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng bộ xanh. Đồ đẹp
Mà đồ nhiều quá chị ơi, có bộ chưa mặc luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng bộ xanh. Bộ xanh nha, ai lấy bộ xanh chốt bộ xanh. Ok, chốt cho Huỳnh Trân này. Cái này 25 nha, Hoàng nói lộn á. Hồi nãy Hoàng có khúc Hoàng nói gì 15 đó. Huỳnh Trân nè, 25.000 nè. Huỳnh Trân ơi, em lên lại cho chị thông tin số điện thoại địa chỉ, hoặc là chút nữa em inbox vào Messenger giúp chị nha. Tại vì chị lạc mất thông tin của em rồi, bữa chốt đơn không được rồi, không biết giờ bỏ đâu rồi. Ê, chốt cho Hoàng lụa vàng nha, chốt cho Hoàng bộ lụa vàng. Cái này mà mấy bé 55kg trở xuống nó mặc đẹp ơi là đẹp luôn. Lụa vàng 55kg trở lại nha, 55kg trở lại. Rồi chốt cho Hoàng lụa vàng. Ai lấy lụa vàng chốt cho Hoàng lụa vàng này. Trời ơi đẹp ơi là đẹp luôn. Bộ này là vải lụa nha. Không có một ai bán cái bộ này giá 25.000 mà được lựa từng bộ từng bộ từng bộ từng bộ vậy đâu. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng lụa vàng. Trời ơi quá đẹp luôn. Lụa mà nó đi cái đường ren đó luôn, quá đẹp. Like từ từ thôi chứ Hoàng thấy mạng nó hơi yếu yếu á. Hoàng cũng không muốn like nhanh luôn á. 55kg nha. Rồi ok, lụa vàng chốt cho em Phương Hướng nè. Em Phương Hướng nè. Chán ghê, mạng chán ghê. Phương Hướng 25.000. Ghiền chị Hoàng like luôn. Hello em Ngọc My Nguyễn. Em lấy máy của chồng em cũng không xem được luôn chị ơi. Lấy máy của chồng xem cũng không được luôn cả Dương Thanh. Chứ giờ làm sao bây giờ? Không biết làm sao luôn á, thiệt sự là chị không biết làm sao. Ê, một bộ hồng nè. Hồng nhúng nha, ai lấy bộ hồng nhúng chốt cho Hoàng hồng nhúng. Cái này là từ 35kg nè, mà cho đến 50kg cũng mặc vừa. Tại vì cái nhúng này bé nào 50kg, 52kg thì nó giãn ra. Còn bé 35kg là nó mặc vừa vừa dễ cưng lắm. Hoàng có bà nhóc 30kg mà Hoàng cũng có khi Hoàng lấy cái đồ này. Hello em Nguyễn Lụa, chị thấy em nha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng lụa vàng, Hoàng chốt rồi nha Trần Thị Thu Hiền ơi. Rồi ai lấy bộ hồng chốt cho Hoàng hồng nha. Hồng nhúng nè, bộ hồng nhúng nè. Dễ thương cực kỳ nha. Không có ai bán cái đồ này cho mọi người giá 25.000 đâu. Thiệt sự luôn á, không phải là Hoàng không có tiền để mua cho con mình đồ xịn mặc đâu. Mà bà bé nhóc nhà Hoàng á, bả mặc toàn là cái đồ Hoàng bán này không nè. Biết sao không? Biết sao không? Mà vì Hoàng nghĩ sao? Giờ bà bé nhóc mà mua cái đồ mắc tiền thì bả mặc bà đẫm cũng vậy thôi. Mua cái này mình mua được nhiều cho bả mặc cho sướng. Rồi ai lấy hồng nhúng chốt cho Hoàng hồng nhúng nha. Hồng nhúng, hồng nhúng. Hồng nhúng ok, chốt cho bé La nè. Bé La nè, 25.000 nè. Rồi khách lấy bộ hồng. Ê, comment như vậy nó chậm lắm luôn á. Comment như vậy thì thôi khách mua hết trơn, đợi Hoàng xíu hôm qua mẫu khác. Rất là nhiều đồ luôn. Rất là nhiều đồ nha cả nhà. Đồ về bát ngát luôn á. Em chốt hoài không được hả? Ý là tại em chốt chậm sao người ta. Chị không thấy comment em mà không thấy luôn. Nó làm sao á, nó bị ẩn comment, nó bị tùm lum hết, chị chán quá đi thôi. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, còn rất là nhiều đồ đẹp nha. Bộ này chốt cho Hoàng hoa đỏ nha. Bộ này chốt cho Hoàng hoa đỏ. Nó tóm lại là cái lô thiết kế này là cỡ 55kg trở lại mặc mới được nha cả nhà. 55kg trở lại mới mặc được, còn béo hơn là không mặc được nha. Hoa đỏ. Nó tóm lại là ưu ái cho những chị nào mà hot girl. Hot girl nha. Hàng 4, hàng 5 thôi chứ cái này hàng 6 là nó chịu nè. Cái này hàng 6 thì chịu nha. Mọi người biết không, hàng 6 là cực kỳ khó mua đồ. Hoa đỏ. Hoa đỏ nha, hàng 6 là cực kỳ khó mua đồ. Chỉ mặc được đồ cô tông hoặc là lâu lâu thì nó cũng có phô bằng mình. Hoa đỏ chốt cho Huỳnh Trân, ok. Hoàng thấy là cái comment nào chạy trước thì Hoàng chốt trước, chứ Hoàng cũng không có thiên vị cho ai luôn. Chốt cho Huỳnh Trân nè. Chốt cho Huỳnh Trân nè. Huỳnh Trân lựa nhiều đừng có bơm hàng nha cục cưng ơi. Hoa đỏ cho Huỳnh Trân nè. Huỳnh Trân lựa nhiều đừng có bơm hàng là tội chị lắm luôn á. Mạng mẽo nó đang yếu mà chị ráng chị like gần chết luôn á. Ê, còn một bộ lụa màu cam đất nè. Nó ở trong lô lộn xộn này, Hoàng cũng chưa có phân mẫu ra cho nên là đụng cái mẫu nào Hoàng like cái mẫu đó nha. Rồi nè, chốt lại cho Hoàng bộ cam đất này. Hồi nãy mấy bạn giành nhau quá trời mua không được nè. Cam đất này ở dưới nó đi cái đường ren dễ thương không? Cái quần của nó ở dưới có ren dễ thương không? Rồi ai lấy cam đất chốt cho Hoàng cam đất. Cam đất nha, bạn nào lấy bộ cam đất chốt lại cho Hoàng cam đất. Ở dưới cái quần nó có đường ren này, cùng với cái đằng trước ngực nó có cái ren như vậy. 25.000 quá rẻ. Mua mặc ở nhà sướng luôn thì thôi, mà chất lụa nha. Cái này lụa.
cái này là chất lụa đẹp lắm luôn á. Huỳnh Trân ơi, em mà lựa nhiều á là hồi em cọc cho chị cạc Viettel 50.000 chị mới dám đi hàng á cục cưng ơi. Chứ mất công. Đợi một xíu hồng xíu ơi, bây giờ em mà 6-7 kg thì nhà chị cũng không có cái đồ nào vừa em đâu. Ngoại trừ cái đồ big size với lại cái đồ bộ lửng cánh tiên thôi, chứ 6-7 kg thì không có cái đồ gì vừa hết trơn á. Chị bản thân chị bán chị cũng không được phong phú đồ nữa là bộ. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Bộ màu này là chốt cho Hoàng cái gì đây? Bộ hoa ha. Ai lấy bộ hoa chốt cho Hoàng bộ hoa. Bộ hoa này chất vải vôn. Ai lấy bộ hoa chốt bộ hoa đẹp quá à. Thiệt luôn á, cưng dễ sợ luôn á. Cái này mà mặc ngủ sướng lắm nè. Thiệt luôn á, 25.000 quá rẻ. Phía đằng trước là nó đi cái đường hạt nút như vậy nè. Rồi ai lấy bộ hoa chốt bộ hoa 25.000. Ai lấy bộ hoa chốt bộ hoa 25.000. Sao không thấy ai comment hết ngoài cái con bé Huỳnh Trân không vậy? Hay là bị ẩn comment của mấy bạn kia mất tiêu rồi? Bộ hoa Huỳnh Trân ơi, bộ lụa cam đất ok chốt cho Huỳnh Trân. Huỳnh Trân ơi chị nói nè, em lựa nhiều như vậy rồi em có đồng ý cọc cho chị cạc Viettel 50 không, chị mới chốt hàng cho em được. Chứ mất công em lựa nhiều rồi lỡ em không lấy á, khổ lắm khổ lắm. Huỳnh Trân 25.000. Ok, bộ hoa này chốt cho Nguyễn Lụa trước nè. Nguyễn Lụa nè, 25.000 nè. Em lựa nhiều rồi em có chắc chắn lấy hàng không em ơi? Tại vì khách mới mà, mọi người chưa có biết gì, mọi người khoan đã lựa nhiều nha. Lựa nhiều rồi lỡ không lấy là tôi cũng mệt mỏi luôn á. Ê trời ơi, dễ thương quá. Rồi cái này chốt cho Hoàng hoa vàng nè. Hoa vàng nha, dễ thương không? Hoa vàng, ai lấy hoa vàng chốt cho Hoàng hoa vàng. Hoa vàng nha, lấy hoa vàng chốt hoa vàng 25. Ok, mai mua cạc cho chị, ok cục cưng. Em cứ nạp cạc cho chị xong rồi đi đơn là chị trừ lại cho em. Ví dụ như là em mua đơn hàng hết 400 đi, em cọc 50 thì khi bưu tá phát hàng á, họ thu em á có 350 thôi. Nó tóm lại là vậy đó. Chỉ lần đầu tiên thôi cục cưng ơi. Sau này á hả, mua với nhau lần đầu tiên làm quen rồi, sau này muốn mua cái gì thì mua. Em chắc chắn lấy mà. Vậy luôn á hả? Hoa vàng chốt cho Hoa Lê. Hoa Lê khách mới lên thông tin số điện thoại cho Hoàng với nha. Hoa Lê 25.000. Khách hàng mới lên thông tin số điện thoại địa chỉ cho Hoàng với. Cái này thì là em thì em mặc vô tư. Gầy như em thì em mặc vô tư. Bà có bầu mà bà chưa được 50kg thì bà mặc mấy cái bộ này còn vô tư. Rồi ai lấy cái bộ này chốt cho Hoàng là mã số 5 ha. Ai lấy cái này chốt cho Hoàng mã 5 ha. Ai lấy mã 5 chốt mã 5. Like cái lô lộn xộn này Hoàng cũng mệt lắm biết sao không? Cái lô lộn xộn này nó rất là nhiều mẫu luôn. Đáng lẽ là bình thường là sỉ ôm chứ Hoàng không có like đâu. Nhưng mà có mấy bạn nói là thích đồ bộ quá, chị like cho em ít đồ bộ em lựa mặc ngủ ở nhà cho nó sướng. Thì Hoàng like thôi chứ thiệt ra là cái đồ bộ này nè là Hoàng thường là đóng sỉ không à. Ít khi nào mọi người thấy Hoàng like lắm. Tại vì là mỗi mẫu mỗi cái bung ra là nó rất là cực. Rồi ai lấy mã số 5 chốt cho Hoàng mã số 5 nha. Mỗi mẫu một bung ra là nó rất là cực, mọi người hiểu không? Bung ra thì dễ vậy chứ xếp lại là cực lắm. Hoa vàng cho Hoa Lê lên thông tin số điện thoại địa chỉ cho Hoàng nha. Hoa vàng cho Hoa Lê lên thông tin số điện thoại. Rồi ok. Không, cũ mua trong Tết á chị hả? Hoa Lê mua trong Tết hả? Trời ơi chị, chắc chị lên lại số điện thoại quá để hồi em lục á. Mà hồi Tết em chốt hàng cho chị bằng cách alo hay là chốt qua tin nhắn vậy chị ơi. Để chút hồi em mới nhớ được. Ê cái này chốt cho Hoàng là xanh nha. Ai lấy bộ xanh comment bộ xanh nè. Trời ơi quá đẹp luôn. Ai lấy bộ xanh comment bộ xanh. Không có một ai trong cái Facebook mà nó bán cái bộ này giá có chừng này tiền thôi nha cả nhà nha. Rồi ai lấy bộ xanh chốt bộ xanh. Mua trong Tết đó hả? Lúc đó em chốt đơn cho chị qua Messenger hay là em chốt đơn cho chị qua alo vậy? Tại vì nhiều khách quá em cũng không có nhớ. Ngày mai em nhắn tin cạc với số điện thoại cho chị nha. Rồi ok. Ý là bây giờ ok. Chắc chắn mua nha. Bộ xanh nè. Ok chốt cho Huỳnh Trân nè. Bộ xanh này chốt cho Huỳnh Trân trước em Nguyễn Lụa nè. Huỳnh Trân 25.000 nè. Mua khách mua nhiều thì mình thích lắm đó. Thiệt bán mà, khách mua nhiều thì mình ưng đó. Nhưng mà quan trọng là khách có chắc chắn mua hay không. Ok, Hoa Lê này là khách cũ hả? Khách mà chắc chắn mua thì mình bán mình sướng rồi. Chỉ sợ khách không chắc chắn mua mình mệt thôi chứ. Tại vì Hoàng đang la hai mấy lần. Rồi ai lấy cái bộ này chốt cho Hoàng nè.
bộ này là chốt cho Hoàng. Cái gì đây, số 7 ha. Ai lấy số 7 chốt số 7. Ai lấy bộ số 7 chốt số 7 nha. Ai lấy bộ số 7 chốt số 7. 25.000, quá rẻ luôn. Nè, cái quần nó phối như vậy nè. Bây giờ người ta hay mặc cái đồ bộ mà kiểu phối phối này lắm á cả nhà. Nó dễ thương ơi là dễ thương luôn. Chị chốt bộ hoa chưa? Bộ hoa bên đây chị chốt cho khách bên đây mất tiêu rồi Nguyễn Lụa ơi. Rồi ai lấy cái bộ này chốt cho Hoàng số 7. Tại vì em ở bên đây nhưng mà em comment nó lên sau. Tại vì chị mắt chị nhìn hai máy mà. À máy nào mà nó nổi lên cái chữ trước là chị chốt trước á. Chứ chị cũng không có thiên vị cho ai luôn. Chứ em là khách quen chị bán cho em chị sướng chứ. Nhưng mà em nổi lên sau á là chị chốt mất tiêu rồi. Ai lấy cái này chốt cho Hoàng bộ số 7 nha. Chốt cho Hoàng bộ số 7. Rồi bộ này dễ thương chưa? Cái gì dễ thương dữ trời. Rồi ai lấy bộ này chốt cho Hoàng số 8 nè. Ai lấy bộ số 8 chốt số 8 nha. Xem không được buồn quá chị ơi hả? Sao kỳ vậy Dương Thanh? Sao buồn dữ vậy trời? Sao mấy bữa này kỳ quá vậy Hoàng Lai? Sao khách cứ báo xem không được, xem không được. Hoàng chị còn thấy cái tương tác nó rất là kém luôn. Kỳ vậy. Rồi ai lấy bộ số 8 chốt cho Hoàng bộ số 8 nè. Đợi hằng xíu Hoàng kiểm tra thử sao kỳ vậy. Ai lấy bộ 8 chốt cho Hoàng bộ số 8 nha. Ai lấy bộ 8 chốt bộ 8. Kỳ cục quá ta. Kỳ cục quá. Bực mình thì cái chứ. Đợi hằng xíu Hoàng kiểm tra thử nha. Kỳ vậy ta. Số 8 cho Huỳnh Trân ok. Số 8 cho Huỳnh Trân ok. Đợi chị Hoàng xíu coi. Cực khổ ghê. Mạng với chậm mẹo chán thế. Rõ mà chị Út Cưng hả? Ok hả? Mã số 8. Cái này cho Huỳnh Trân nè. Huỳnh Trân này mã số 8 25.000. Mạng ok hả em? Mạng ok hả Út Cưng? Chứ sao có mấy khách không có xem được là vì nguyên nhân, vì sao, tại sao? Nguyên nhân là tại sao? Ê mọi người chia sẻ livestream cho Hoàng với em xem bình thường hữu vậy luôn hả? Vì sao có mấy khách không có xem được? Hello. Thế em hello chị Chi Lê. Vì sao mấy khách xem không được? Hello chị Hồ Ngọc Dung. Ủa sao mấy khách xem không được trời? Tôi chán quê gớm cái mạng này thì cái chứ. Nó hơi mờ. Bên trang cá nhân thì nó đỡ hơn bên trang bay nha. Bên trang cá nhân thì nó đỡ hơn trang bay. Em xem ok, cái mạng nhà em tốt ghê. Lần nào em xem cũng ok hết trơn á. Thấy chị Hoàng bán không được buồn dùm luôn á. Thiệt luôn á, chị Hoàng không hiểu tại sao kỳ vậy chứ. Mấy bữa giờ chị Hoàng cứ bị mạng yếu yếu không à. Thôi bây giờ qua cái mẫu bộ này đi ha. Đi tìm cái bộ hơi lớn lớn xíu bán cho mấy cái chị béo béo xíu. Chứ mấy cái chị béo béo la quá trời luôn. Để Hoàng đi tìm cái bộ thun lạnh nha. Đi tìm bộ thun lạnh bị ẩn hồn men hả chị? Không phải bị ẩn hồn men mà khách xem không có được. Xem khách xem không có được live stream. Ê, thun lạnh về được chừng này bộ nè. Em cũng không xem được bình thường mà chị. Có sắp kỳ vậy chưa? Người thì nó xem không được, người nó xem bình thường. Nhưng mà nó tóm lại là mạng nó hơi yếu á. Chị Hoàng biết là như vậy á. Hoàng biết là như vậy luôn. Rồi bây giờ Hoàng like cái mẫu thun lạnh nha. Cho nó được nhiều size cho mọi người lựa cho nó đã. Bộ thun lạnh nha. Bộ thun lạnh là free size từ 40kg cho đến 65kg luôn. Từ 40kg đến 65kg nha, thun lạnh nha. 29.000. Tri ân cho mọi người, cái bộ này là đáng lẽ người ta bán 35, 45 gì đó. Hằng tri ân cho mọi người, 29.000. Thấy hình như live buổi trưa á, mạng nó tốt hơn á. Nhưng mà buổi trưa Hoàng live không được, buổi trưa Hoàng đóng sỉ chưa có xong. Đồ em đặt khi nào giao vậy chị? Em đặt chưa có đủ đơn. Em đặt có một cái áo phao với lại một cái áo... Một cái áo phao 65.000 với lại một cái áo kim sa 25.000 nữa, đơn em có 90.000 à. Em lựa thêm một sản phẩm nữa thì chị chốt hàng nha Đặng Thu Hạnh ơi. Chứ có 90.000 chưa có đi được cục cưng ơi. 90.000 chưa có đi được. Rồi bộ thun lạnh nha, 29.000 nha. Bữa em coi rõ bình thường mà khách coi nói không được.
nay em coi lúc này lúc kia. Ủa vậy luôn hả? Gì kỳ vậy trời, hoài luôn. Ok rồi, cái này 29.000 một bộ, free size nha. Thì thôi Út cứ vô chơi, đâu có sao đâu, Út vô chơi, khi nào cái mẫu nào mà đẹp tuyệt vời Út lại mua. 29.000 một bộ này, chốt cho Hoàng mã số 1 nha. Ai lấy mã 1 chốt mã 1, cái này là free size cho mấy chị 65kg cũng bon chen vừa. Nhưng mà Hoàng nói rồi, 65kg nhưng mà cũng phải cao ít nhất là 1m57-58 nha cả nhà. Chứ 65kg mà cao có 1m5 là cũng không có mặt vừa đâu nha. Nhớ nha, 65kg nhưng phải cao ít nhất là 1m57-58 giống Hoàng thì là nó mặc cũng được. Chứ còn mà ví dụ như mọi người mà thấp quá là mặc không vừa đâu. Rồi ai lấy mã 1 chốt cho Hoàng mã 1 nha. Cái này Hoàng đọc mã đi ha. Ai lấy mã 1 chốt mã 1 nha. Thun lạnh nè, thun lạnh này là mặc ngủ là sướng luôn. Cái mùa này là mặc thun lạnh là y luôn á. Không lẽ giờ Hoàng lấy bộ Hoàng mặc chứ Hoàng cả chục bộ này nè. Tối nào cũng mặc ngủ, cái này là sướng vô cùng luôn. Rồi ai lấy mã 2 chốt mã 2. Bạn nào béo béo thì qua bon chen liền cái mã thun lạnh này, thun lạnh lửng này nè. Rồi free size. Rồi ai lấy số bộ số 2 chốt cho Hoàng bộ số 2. Thun lạnh xếp lại không có được. Ai lấy bộ số 2 chốt cho Hoàng số 2 nha. 29.000 một bộ. Bộ này mà bán 29.000 là quá bèo luôn á. Quá bèo luôn á cả nhà. Lời được có 2.000 một bộ đồ thôi đó. Ai lấy bộ số 2 chốt bộ số 2 nha. Thun là thun lửng quần dài bữa chị chốt hết rồi Ngọc My Nguyễn ơi. Cách đây mấy ngày chị có bán á. Rồi ai lấy bộ này số 3 chốt số 3 nha. Hoàng không có đâu, Hoàng không chưa có về cái lô quần dài nha. Ai lấy bộ 3 chốt cho Hoàng bộ 3. Ok đợi hằng xíu mở cửa cho bà chồng về thôi. Ai lấy bộ số 3 chốt cho Hoàng số 3. Rồi ok đợi em xíu. Có thun lạnh dài không nha em Phương Hướng ơi? Mã số 3 sao xem không được hả? Kêu sai xem cũng không được luôn hả? Kỳ vậy? Sao hôm nay ai xem cũng không được? Cái thôi hồi xuống còn đi ngủ luôn á. Xuống còn đi ngủ luôn á. Rồi ai lấy mã số 3 chốt mã số 3. Cái này là thun lạnh lửng nha. Mấy bữa là chốt hết không có đủ hàng rồi Hoàng mới về thêm. Ê cái này là 40kg mặc được nha em Huỳnh Trân ơi. 40kg đến 60kg. Vì sao là như vậy? Vì cái chất này là cái có độ co giãn em. Cái này là free size em, cái này là nó free size. Rồi ai lấy mã 4 chốt mã 4. Em cứ yên tâm là cho dù em 40kg em cũng mặc đẹp. Em nhìn cái bộ đồ nó cũng không có to mấy nha. Rồi mã số 2 chốt cho Thư Anh. Thư Anh ok. Ok Thư Anh nè. Thư Anh nè. 29.000 nè. 29.000 chốt cho Thư Anh nha. Rồi ai lấy cái mã này chốt cho Hoàng mã số 4 nè. Nó là free size đó em. Rất là dễ mặc luôn em. Bộ số 4 này. Ai lấy bộ 4 chút bộ 4 cái hình con thú gì dễ thương dữ vậy. Rồi ơi. Xem like khác thì được mà xem like chị không được hả? Giống như là mã 4 chốt cho Hoa Lê ok. Bình thường mà chị hả? Đó nhưng mà có khách xem không được đó. Mã 4 chốt cho Hoa Lê nè. 29.000 nè. Hàng khổ ghê lắm mọi người ơi. Bán không được cũng khổ lắm chứ. Xem rõ lắm mà chị. Ủa vậy luôn hả? Sướng vậy? Sao không có khách lại xem không được. Rồi ai lấy mã 5 chốt cho Hoàng mã 5 nè. Ai lấy mã 5 chốt mã 5 nha. Mã 4 hết rồi. Ai lấy mã 5 chốt mã 5 nè. Cái này là free size luôn. 40kg cho đến cỡ nén. Nhưng mà nói 65 thôi chứ mà cỡ 60kg là mặt đẹp nhất á. 60kg, 40kg đến 60kg thôi. Đây. Không có rộng đâu mấy bạn sợ nha. Chị ơi, chị nghe này Loan ơi. Rồi ai lấy mã số 5 chốt cho Hoàng mã số 5. Mã số 4 hết nha. Cái này mã số 5 sao vậy Loan? Sao vậy Loan ơi? Xem không được hả? Một bộ số 4 hết rồi Cẩm Tiên ơi. Còn bộ này là số 5 nè. Xem rõ hả chị Hoa Lê? Xem rõ. Khách thì xem rõ, khách thì xem mờ. Số 4 hết rồi nha Cẩm Tiên ơi. Còn số 5 nha. Sao khách thì xem rõ mà khách thì xem mờ là sao? Mà sao khách nói là xem mấy cái like khác á, thì được. Mà qua cái like em lại xem không được. Ê anh lấy cái điện thoại anh vô livestream em anh coi thử anh có thấy rõ không. Em đang phát hai máy luôn á. Một máy là trang bay còn một máy là trang pan test á.
Con coi thử nó có rõ không? Có kỳ vậy. Khách xem không được. Khách sĩ mà xem không được rồi sao? Rồi cái này chốt cho Hoàng mã số 6. Ai lấy mã số 6 chốt số 6 nha. Anh vẫn thấy bình thường hả? Anh vẫn thấy bình thường hả? Mạng gì là mạng nhà mình? Có size 67kg không? Cái bộ này nè chị Đặng Thu Hạnh nè. Bộ này 67kg mặc được nha. Chốt cho em mã số 6. Không phải đâu hả? Kỳ trời. Ê. 67kg mặc vừa này chị Đặng Thu Hạnh này, mã số 6 nè. Khách xem được, khách xem không là sao? Trời ơi là trời. Quả chè đậu ghê. Rồi, ý là cái bộ mà cái cánh tiên này thì size nó hơi nhỏ hơn chị. Mã số 6 ok. Chốt cho em Phương Hướng này. Có mã số 6 này thì nó bự hơn nè. Mã số 6 chốt cho em Phương Hướng 29 nè. Giờ không biết làm sao xử lý được đây. Rõ chị ơi, Loan Nguyễn hôm nay em xem được hả? Hôm nay Loan Nguyễn xem ok hả? Trời ơi, lâu lâu nó mới về được lô thun lạnh á. Thun lạnh không phải là ngày nào cũng có đâu. Thun lạnh là hiếm lắm luôn. Rồi tiếp tục, mấy cái này là hoàn đọc mã thôi chứ. Rõ lắm luôn á. Ủa vậy luôn hả? Ê, cái mẫu này cánh tiên là trẻ lắm luôn nè. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng hoa đỏ nha. Ai lấy bộ này chốt cho Hoàng bộ hoa đỏ nè. Cái này hình như nó theo ri ở dưới nó có ren này, quá trời đẹp luôn. Hoa đỏ 65kg mặc vừa nha. Hoa đỏ, ai lấy hoa đỏ chốt cho Hoàng hoa đỏ bình thường mà chị hả Thu Thủy hả? Vậy mà sao bé Dương Thanh lại xem không được, với lại có mấy khách xem cũng không được, inbox không xem được bà ơi, không xem được chị ơi. Cái nó cái size như vậy thôi à. Cái này nó không có size, nó free size. Hoa đỏ nè. Cái này là chốt cho Hoàng là hoa xanh nha, hoa xanh nè. Còn cái này là xanh coban nè. Hồng nè. Cái mẫu này nó có một mẫu mà đủ màu nè, hồng nè. Xanh này là đó, cái mẫu này là nó như vậy nè. Cái này là màu hồng nha, màu hồng nè. Màu xanh coban nè. Màu hồng màu xanh coban nè. Rồi màu này là màu xanh biển đi ha. Với lại màu đỏ nha. Hoa xanh này ok. Xanh coban hay là xanh biển vậy em Phương Hướng ơi, xanh coban hoặc là xanh biển. Cái bộ này là 65kg mặc ok. 40kg đến 65kg mặc ok. Xanh biển hoặc xanh coban nha em Phương Hướng ơi, chốt màu giúp chị luôn nha. Lâu lâu nó mới về được lô thun lạnh á. Lúc đầu vô xem không được, giờ rõ rồi chị. Ủa vậy luôn hả? Xem rõ ok chị Hoa Lê. Mọi người chấm bài lên cho em. Nếu như mà xem không được thì mọi người thoát ra ngoài xong mọi người vào lại nha. Thoát ra ngoài xong vào lại. 29.000 một bộ thun lạnh. Ok, Thảo Vi một bộ hoa đỏ. Ok, Thảo Vi nè. Thảo Vi nha. Thảo Vi nè. Ok, Thảo Vi 29.000. Free size từ 40kg đến 65kg. Cẩm tiên hoa xanh với lại Phương Hướng xanh nào? Xanh nào á? Hoa xanh nào? Xanh coban hay là xanh xanh gì đó? Hay là xanh biển? Cái này là chốt cho Hoàng xanh biển nó đại vậy thôi chứ Hoàng cũng không biết luôn. Diệp Phượng rõ mà. Ủa vậy hả? Còn cái này là xanh coban nha. Rồi chốt màu xanh đúng cho Hoàng, Hoàng mới dễ lấy. Xanh coban hoặc là xanh biển nè. Xanh coban, xanh biển. Phương Hướng với lại cẩm tiên chốt lại cho Hoàng nha. Chốt lại cho Hoàng màu xanh chứ cái đó Hoàng, mọi người chốt vậy Hoàng không có biết đường. Chị ơi, chị Đặng Thu Hạnh ơi, em từ từ em mới vừa lên mà chị cứ nói qua mã khác, mà khác khách đang lựa mà chị. Sao em qua mã khác được chị? Khách đang lựa thì em phải để cho khách lựa cho hết để chứ. Sao qua mã khác được chị? Một mẫu em phải like cho hết mẫu chứ. Khách đang lựa mà chị. Chị 67kg mà mấy cái mẫu này chị không mua thì chị kêu em qua cái mẫu khác thì không có cái mẫu nào chị mặc vừa đâu. Chị 67kg chị bằng cái ký em thì nó thiệt với chị là hết trong cái kho đồ nha em. Hiện tại là bây giờ cỡ tầm 3.000 đồ thì không có cái nào chị mặc vừa hết. Nó chiếm cái tỷ lệ mặc vừa cỡ 10% thôi. Đối với cái người mà lên cái phô mà 67kg thì xanh biển ok em Phương Hướng. Ok nè em Phương Hướng nè. Đối với cái người mà 67kg thì cho dù em lên hết cỡ mấy ngàn bộ đồ trong kho nhà em thì cái tỷ lệ chị mặc nó cũng chỉ chiếm 10% là mặc được thôi nha. Mọi người biết là cái số ký mình mà trên 65 là rất ít đồ nha.
trừ khi mọi người vào cái shop gọi là big size thôi. Còn cái shop mà shop đồ trung bình cho mình á, thì cái size mà cỡ bạn mà mặc dễ nhất là từ 40kg cho đến cỡ 55-57kg là nhiều đồ nhất, nhiều đồ nhất nha. Rồi ai lấy bộ đùi tím chốt cho Hoàng đùi tím. Ai lấy bộ đùi tím chốt cho Hoàng đùi tím nha. Ai lấy đùi tím chốt đùi tím. 29.000. Bình thường cái bộ thun lạnh này nè là người ta đang bán 45.000 một bộ, mà ngoài chợ là phải tầm cỡ 75.000 một bộ á. Sale cho mọi người có 29.000, quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn, cái này là chốt cho Hoàng bộ đùi tím nha. Ai lấy đùi tím chốt cho Hoàng đùi tím. Ai lấy bộ đùi tím chốt cho Hoàng đùi tím nha. Đùi tím nha, ai lấy đùi tím thì chốt cho Hoàng đùi tím. Còn lựa cái mẫu gì nó lạ lạ Hoàng like cho mọi người. Xanh coban chốt cho Thanh Nguyễn ok. Xanh coban này chốt cho Thanh Nguyễn này ok nè. Thanh Nguyễn này cẩm tiên á hả, cái bộ đùi nha. Thanh Nguyễn nè. Thanh Nguyễn này ở Hàm Phú này đúng không? 29.000. Avatar đúng rồi. Rồi. Cái đó là bộ tím, đó là tím đùi á nha, cẩm tiên nha. Ok thì lấy nha, bộ đó là bộ đùi không phải bộ lửng đâu em. Rồi ai lấy bộ xanh thú chốt cho Hoàng mã xanh thú nha. Mấy chị ơi, những ai mà có đơn từ 2-3 ngày trước mà hôm nay mấy chị không chọn được thì qua ngày mai là ngày cuối tuần em sẽ xả hết nha. Vì mai là thứ 6 rồi mọi người. Mai là thứ 6 rồi, tất cả những đơn hàng mà ai lựa từ 1 cái, 2 cái, 3 cái mà ngày mai không đủ đơn để chốt là em sẽ xả toàn bộ. Và nếu như liên tục em xả như vậy thì lần sau em sẽ không ưu tiên chốt cho mọi người nữa, mà em sẽ ưu tiên cho chốt cho những khách mà đủ đơn để người ta đi hàng nha. Chứ ví dụ như có thể mấy chị comment trước nhưng em không ưu tiên chốt nữa. Vì chốt cho mấy chị xong rồi cái lỡ mấy chị mua có 2-3 cái mấy chị ngừng đó miết gì xong rồi cái làm sao em chốt hàng cho đi được. Rồi ai lấy bộ thú chốt thú cho em. Ví dụ như mấy chị mà tối hôm nay nè là mấy chị mới bắt đầu vào mua á, mấy chị mà lựa không đủ đơn thì không sao hết, ngày mai mấy chị mua tiếp. Còn những chị em mà đã mua từ những cái ngày hôm trước rồi mà em đã giữ đến hôm nay mà mấy chị vẫn không mua được đủ đơn thì là qua ngày mai em sẽ xả toàn bộ. Em sẽ xả bán cho khách khác và lần sau mấy chị chốt là em sẽ không ưu tiên chốt nữa nha. Mai chốt đơn ok ok em phương hướng nha. Em mới lựa thì không có sao. Ý là những cái khách mà lựa từ 2-3 hôm trước rồi đó, hôm nay mà không lựa đủ á thì ngày mai là sẽ xả hết luôn. Xả hết luôn chứ không có giữ đơn nữa, tại vì giữ đơn lâu quá. Bộ thú chốt cho hoa lê. Bộ thú chốt cho hoa lê. Tại vì mấy chị biết sao không? Cái hàng giá rẻ này á mà giữ lâu quá nó cũng chật chội cái kho luôn á. Chật đổi cái kho mà em không thấy đường để em like. Thà rằng thì để em đóng sỉ, đóng lẻ chứ, hiểu không? Cho nó gọn kho chứ. Mấy chị cứ lựa một người một hai cái xong chất quá trời luôn. Mà xong rồi đâu có đi hàng được, là nó bày bự dựng ra tùm lum hết á. Nó rối lắm, nó rối lắm. Này là về cái mẫu cánh tiên này không. Rồi mấy chị chờ em một xíu thì em coi có cái mẫu gì lạ lạ em lấy ra em like cho mọi người mua cho lựa cho đủ đơn nè. Cái bộ này là bộ một màu là dễ thương đó nè. Mấy lần trước là khách cứ hỏi cái mẫu này không nè cả nhà mình nè. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng nha. Bộ này là xanh, chốt cho Hoàng là xanh đậm nè. Chốt cho Hoàng xanh đậm nha. Có một bộ xanh đậm duy nhất thôi, dễ thương. Bộ đùi nè, bộ này mà mặc ngủ là y luôn. Cưng lắm, cưng lắm nha. Rồi ai lấy xanh đậm chốt cho Hoàng xanh đậm. Bị văng ra kha luôn chị ơi. Chắc là do mạng của bên em hay sao ấy chứ. Mấy khách khác cũng nói xem bình thường mà. Cái khách khác nó xem bình thường mà. Chắc hôm nay là do mạng của Dương Thanh quá. Nhà chị cũng nâng cấp hết cỡ luôn á. Chị nâng cấp cái gói mà phải nói là 5G luôn á. Nâng cấp cái gói 5G luôn. Rồi đây, ai lấy cái bộ này chốt cho Hoàng. 2-3 mẫu nữa là Hoàng sẽ qua cái mẫu thu lạnh này nha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng bộ tím, lá tím nha. Ai lấy lá tím, chốt lá tím. Xả đi hả? Dạ dạ ok. Rồi ai lấy lá tím chốt lá tím nè. Ai lấy lá tím chốt lá tím nha. Lá tím lá tím. Ai lấy lá tím chốt lá tím cho Hoàng 29 nè. Rồi ai lấy lá tím chốt lá tím nha. 2-3 bộ nữa là Hoàng sẽ qua cái mẫu này Hoàng xả. Lá tím lá tím. Để Hoàng coi thử có cái mẫu gì lạ lạ. Lá tím nè. Rồi cái này là hoa vàng nè. Nhưng mà nó tóm lại là mạng vẫn hơi yếu đúng không? Có một số chị em không có xem được đúng không? Hoa vàng nè. Ai lấy hoa vàng bên trang cá nhân cũng không được luôn. Em thì xem bình thường. Sao Dương Thanh xem bên nào cũng không được hết trơn vậy? Trang cá nhân cũng không xem được mà bay cũng không xem được luôn hả? Rồi ai lấy hoa vàng chốt hoa vàng cho Hoàng. Bộ hoa vàng nè.
ai lấy hoa vàng chốt hoa vàng nha. Khung lệnh là hôm nay mà mọi người không chốt là ngày mai là khách sỉ ôm hết á, không có hàng để mà like. Bữa sau là không có khung lệnh nữa, là đừng hỏi khung lệnh ở đâu nha, không có còn hàng đâu nha. Bữa sau mà hỏi khung lệnh còn không là không bao giờ còn một bộ luôn á, không bao giờ còn một bộ luôn á. Rồi tiếp tục nè, hoặc qua cái mẫu 25.000 nè. Lá tím 68kg vừa ngoài chị Đỗ Huệ hả? Dạ 68kg mà em thấy cái form người của chị là mặc không có được đâu. Form người của chị là phải mặc cái cổ tròn này thôi, chứ còn cái cổ cái tay mà cánh tiên nó nhún nhún thì 67kg em mặc được. Nhưng mà vì em nói tóm lại là em cũng không phải nói là em còn con gái, nhưng mà nó lại là tuổi mà cỡ chung chung như chị là khó mặc. Mặc nó sẽ không có đẹp đâu. Đẹp đâu. Rồi qua lại cái mẫu 25.000 nha, mà xả tiếp đồ bộ cho mọi người 25.000 đồ bộ kiểu. Quá đẹp luôn. Rồi ai lấy đỏ chốt đỏ cho Hoàng, cái bộ này là có đỏ với có đen nè. Bộ này là có một bộ đỏ, một bộ đen nha. Ai lấy đỏ chốt đỏ, lấy đen chốt đen cho Hoàng nè. Một bộ đỏ, một bộ đen. Một bộ đỏ, một bộ đen nha. Một bộ đỏ, một bộ đen nè. Một bộ đỏ, một bộ đen 25.000. Bộ em mặc còn màu khác nữa không em hả? Bộ em mặc á thì 65kg trở lên mới mặc được chị. Bộ em mặc á là big size, mấy chị nào phải 65kg trở lên mới hỏi nha. Chứ còn mà mấy chị mà ít hơn là mặc như tấm mền. Tại vì em 67kg mà em mặc nó còn rộng như vậy nè. Đó, tại vì cái form này là 65kg cho đến 85kg lận. Chị nào mà phải béo thì béo mới mặc được đồ big size nha em nha. Còn nếu như không là không có mặt vừa đâu, mấy chị thấy mặt ngồi xuống mấy chị không có thấy hết người, mấy chị tưởng nó nhỏ chứ thiệt ra là nó rất là bự luôn á, 85kg mới mặt vừa luôn. Cái chừng mấy chị đặt là mấy chị. Rồi tiếp tục nè, bộ này là bộ màu, rồi đây màu đen, ai lấy màu đen chốt cho Hoàng màu đen. Mọi người chấm bài tương tác lên đi, nếu như mà nó yếu quá thì để Hoàng thoát cùng vô cái like khác cho mọi người xem, còn không thì để Hoàng chia sẻ về cái máy kia Hoàng coi thử sao tình hình sao. Chứ sao kỳ quá vậy, có mấy khách nhắn tin bụp bụp nè, sao kỳ vậy. Đợi Hoàng lấy cái điện thoại Hoàng kiểm tra thử coi sao, có mấy khách sĩ nói là không có xem được. Hoàng ơi là sao kỳ vậy, đợi Hoàng xíu coi Hoàng xử lý cho kỳ cục, đợi Hoàng chút xíu nha. Rồi Hoàng xử lý cho. Chị 67kg rồi, ok chị 67kg, đợi em xíu chị ơi. Được đủ đơn luôn giúp em nha, đợi em xíu. Đợi em xíu, em xử lý cái mạng này cái đã, sao kỳ vậy. Không hiểu nổi luôn. Còn có ba màu à, cái mẫu đó em sale lỗ á. Cái mẫu đó em sale lỗ cho nên là còn có 3-4 màu gì à, đợi em xíu. Em béo này em mặc toàn là big size không à. Chị có lên đồ bé không hả? Đồ bé bây giờ chắc chị không có lên được đâu. Đồ bé mà muốn lên là phải nứ á, phải soạn ra một ngày mới lên được. Mà đồ bé bây giờ chị đang chào lô cho khách sỉ á, chị đang chào lô cho sỉ á, để đóng hết cho sỉ cho nó gọn á. Chứ bây giờ mình livestream rồi nó lẻ tẻ ra khó chốt lắm. Mỗi người lựa một ít, nhưng mà nó không còn cái những cái mẫu đẹp á là khách sỉ người ta khó ôm và người ta khó bán, hiểu không? Nãy giờ em không biết chị like luôn hả, kỳ. Rồi mọi người thấy mạng hơi ổn định hơn chưa cả nhà ơi? Thấy mạng hơi ổn định hơn chưa? Cả nhà chấm bài lên cho Hoàng để Hoàng coi thử là mạng nó ổn định hơn chưa, với Hoàng coi thử bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Để Hoàng coi bao nhiêu lượt chia sẻ nha. Có 81 lượt chia sẻ à, thầy chị thấy rõ mà em hả? Vậy là mạng nhà chị tốt á. Rồi chị nè, đây em cho chị coi mẫu nha, mờ nữa. Quái. Ê
Em cho chị xem nè, cái bộ này là 110.000 cho mốt á, em sale còn 65.000 là sẽ có một bộ két xanh, một bộ chuối vàng là em đang mặc trên người, chị thấy rõ không? Bộ chuối vàng nha, 67kg cho đến cỡ tầm 85kg mới mặc vừa nha. Nam nữ gì cũng mặc được hết trơn á, mọi người thấy ổn hơn chưa? Mạn mẽ có ổn hơn chưa? Rồi cái này là bộ két xanh nè. Két xanh nha, em sale 65.000. Chất này là KT Thái loại 1, 110.000 một bộ á, với lại bộ trái cây, với lại bộ chuối. Là có 3 mẫu thôi chị, có 3 mẫu thôi. Lấy thì báo em nha, lấy thì báo em, chỉ còn 3 mẫu thôi. Em sale luôn á. Em sale 65.000, sale nửa giá luôn á. Thấy rõ hả? Nguyễn Lụa thấy rõ hả? Ok chị hả? Rồi ok router nha. Chị đang phát hai máy luôn đó. Mọi người thấy rõ, mọi người nói nha. Rồi bây giờ cả nhà, rõ mà chị hả? Ok. Ok Loan Nguyễn. Rồi cả nhà chấm bài lên đi, để họ đi tìm đồ hàng xe cho mọi người mua. Chấm bài lên đi, họ tìm đồ hàng xe mấy bà ơi. Mẹ gì mà thấy mắc ngán luôn á. Mẹ với cho mẹo, quái đại luôn. Rồi không có 55kg hả chị? Là sao em ơi? Không có 55kg hả chị? Là sao em ơi? Không có 55kg hả Hoàng? Là sao em ơi? Em hỏi cái gì mà trống không vậy em ơi? Hỏi cái gì mà em hỏi trống không vậy? Ai biết cái gì không có 55kg hả chị? Là sao? Rồi cái bộ này là bộ cánh tiên nè. Bán 1 bộ, 2 bộ. Bán 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ nha. 5 bộ giá 19.000. Áp dụng cho khách có chia sẻ livestream nha. Đang kém tương tác của mọi người chia sẻ livestream đi. Mới có 81 lượt chia sẻ thôi. Bạn nào chia sẻ bán 19.000 luôn. Bạn nào chia sẻ được 5 lần trang cá nhân và hội nhóm, chốt cho Hoàng bộ cánh tiên. Bộ chuối không em ơi, chị đang bán big size mà em ở đâu em nhảy vô. 3 màu, 3 mẫu mà còn bao nhiêu bộ em? Còn bao nhiêu bộ hả? Ý là mỗi mẫu còn bao nhiêu bộ ha? Bộ két đúng không? 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ, bộ két là 5 bộ nha. Bộ chuối vàng là 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ. Bộ két xanh là còn 5 bộ. Bộ chuối vàng là còn 3 bộ. Bộ chuối vàng giống như em mặc là còn 3 bộ. Bộ két xanh á là còn 5 bộ. Với bộ trái cây này á là còn 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ. 4 bộ chị. Bộ trái cây còn 4 bộ. 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ. Vì nó còn ít cho em sale cho khách em mua là biết giá hết rồi. Đây, bộ trái cây này là 4 bộ, bộ chuối là 3 bộ. Cái bộ con két màu xanh á 5 bộ. Cánh tiên 19.000. Bạn nào chia sẻ đủ 5 nhóm bán 19.000. Chia sẻ đủ 5 nhóm bán 19.000 bộ cánh tiên free size 19.000 nha. Em sale 65.000 thì chưa giờ chị có đi nhập viện, chị vô tận cách xưởng chị nhập cũng không được cái giá đó luôn. Hay chị đi may đi đâu, đi đảo đi đâu cũng không có cái giá đó luôn. Cái đó là nam nữ mặc được luôn á, chồng em mặc cũng vừa tại vì 85kg cũng mặc vừa mà. Bộ cánh tiên 19.000, chia sẻ đủ 5 nhóm bán cho bộ 19.000 nha. Cái này free size đến 65-67kg cũng được. Nó làm 67kg cũng được. Đây, có một cái thằng vôn cát này là mới phôn bự như vậy thôi nè. Cái thằng cánh tiên vôn cát này mới phôn bự có 65-67kg nè. Chị nào béo thì lấy cái này. Còn đừng chờ đợi cái gì nữa. Chờ đợi là không bao giờ có hàng hết. Nguyễn Dung ơi, đặt hàng là phải ghé lấy mấy chốt em nha. Bà có chia sẻ mấy chốt nha. Rồi ok, chốt cho Út Cưng một bộ nè, 19.000 nè. Chia sẻ đủ 5 nhóm cho em ơi. Chị kiểm tra nha. Chốt cho Út Cưng nè, 19.000 nè. Ok, chốt cho Út Cưng 19.000 nè. Chốt cho Huỳnh Trân một bộ 19.000 nè. Chia sẻ đủ 5 nhóm mới bán nha. 19.000 là bán lỗ thôi. Bình thường cái mẫu này bán 25.000. Tổng 12 bộ hả? 5 bộ, 4 bộ, 3 bộ. À giống là tổng 12 bộ á chị. Cánh tiên ok, chốt cho cảnh tiên 19.000 nè. Cái mẫu này 67kg mặc vừa nè. Em Huỳnh Trân ơi, chị em không có biết mua đồ hay sao á. Cái này là chị nói là free size từ 40kg đến 65kg mặc vừa. Em có thể hỏi bé Nguyệt Lê nè. Nguyệt Lê em qua trang bay nói cho bé Huỳnh Trân giùm chị các em bao nhiêu ký. Con bé Nguyệt Lê á có 4 mấy ký Nguyệt Lê. Em 4 mấy ký mà mặc cái bộ này còn siêu đẹp nè. Còn siêu siêu đẹp luôn. Siêu siêu đẹp luôn á.
Rồi, cái này là 19 ngàn, chốt xả là chị xả hết đơn luôn á. Cái này là chị đã nói rồi, free size. Có nghĩa là vì sao, chứ không phải là nó to. Em chờ mà cái bộ mà chị ví dụ như chị live stream mà chị cầm cái bộ đồ lên mà chị nói em ơi, cái bộ này 40kg mặc vừa, thì lúc đó chỉ có người nào mà nó đang xem live stream mà nó 40kg nó mới mua, còn cái người 45kg nó không mua được hả? Rồi cái người mà 38kg nó không mua được hả? Làm sao được, người ta may sẽ may từ free size, em hiểu không? Free size nó sẽ may từ cái khung đó đến cái khung đó. Vì sao cái bộ này size lớn như tụi chị vẫn mặc vừa? Bởi vì nó là cái dạng nhúng. Em phải hiểu nó là cái dạng nhúng như thế này nè. Tại vì nó nhỏ thôi. Đó, mấy tụi em mà nhỏ, nó cái nhúng này nó sẽ còn cái độ nhúng này nhiều. Nhưng mà đối với cái người béo như chị đúng không, thì nó sẽ giãn hết cái phần nhúng này ra. Nó giãn đến nỗi mà không còn thấy cái nhúng nào hết trơn á. Hiểu không? Chứ mà ví dụ như mình cầm bộ đồ này nói bộ nào 40kg mặc vừa, cái ai 45kg nó không mua được, rồi ai 38kg nó không mua được. Vậy thì mình bán đồ sao mình bán cho được? Mọi người đi may mà chưa chắc nó còn ok nữa là huống gì cái này. Ok chị Diệp Phượng lấy hết 12 bộ ok chị nha. Chị Diệp Phượng lấy mai cọc cho em mới đi hàng nha chị yêu nha. Mai cọc cạc cho em mới đi hàng. Chị khách quen hay khách cũ vậy chị ơi? Hình như em thấy cái Facebook của chị quen quen á, chị khách cũ của em đúng không? Khách cũ thì thôi nha, còn khách mới là chị phải cọc cạc em mới đi hàng nha chị yêu nha. Chốt là chị Diệp Phượng chị lấy hết ok chị. Khách mới thì phải cọc em mới đi hàng, còn khách cũ thì khỏi nha chị nha. Nguyệt Lê em qua trang bay em nói cho bé gì đó, Huỳnh Trân, Huỳnh Triết gì đó, cho chị xem thử là em bao nhiêu ký và em bao nhiêu bộ cánh tiên này rồi. Chị nhớ không, hình nhớ không lầm các em có 4 mấy ký à, mà chưa tới 49 đâu. Con bé Nguyệt Lê chắc cỡ 45-44kg gì đó à. Nó mặc cũng rất là đẹp luôn chị, mà Hoàng mặc cũng vừa luôn đó, chứ không có to gì đâu nha. Lâu lâu nó mới làm cái, đa số là người mặc vừa là thường những cái mẫu đồ nhúng này thôi. 30 mấy ký mặc cũng đẹp đó. Thi đó, bộ đó con gái 30 mấy ký mặc cũng đẹp nè. Bằng ghim cái bình luận này để cho bé Huỳnh Trân nó xem. Bộ đó con gái Thi 30 mấy ký mặc cũng đẹp. Mà Hoàng 6-7 ký Hoàng cũng mặc vừa nha. Hoàng mặc live stream miết đó, mặc live stream miết. Mọi người có thể coi lại cái live stream là biết rồi. Ok, cái này em chốt hết cho chị Diệp Phượng ha. Chị Diệp Phượng khách cũ hay khách mới vậy chị? Khách mới là mai cọc em mới đi hàng nha. Còn khách cũ thì báo em có 45 ký à. Đó, bé Nguyệt Lê là chỉ có 45kg thôi. Ok, cái này cho chị Diệp Phượng nè. Khổ ghê á, cho nên là cứ hễ mà Hoàng có tư vấn số ký là mọi người chỉ nghe biết vậy thôi. Chứ mà mọi người đâu có trực tiếp ở đây thử đồ đâu mà sợ, hiểu không? Chốt cái này cho chị Diệp Phượng nè. Chứ to to sao được. Tổng số là 12 bộ nhân 65. Khách Hàm Tiến nè cô. Rồi ok, chị Diệp Phượng khách quen ha. Rồi ok chị, mà mặc vừa đẹp luôn. Con người ta có 3 mấy ký nó mặc cũng được, mà bả sợ bả nhỏ không biết cái gì nữa, khổ ghê. Ok chị Diệp Phượng. Ủa chị Diệp Phượng này khách Hàm Tiến hả? Ok chị. Chị mua chị đi du lịch hả? Chị mua cho cơ quan đi du lịch hả? Em có 6 bộ rồi mặc đẹp lắm. Đó, em hỏi khách của nhà chị mà xem. Mặc mà mặc vừa đẹp luôn. Em hỏi khách nhà chị là biết liền. Đâu có lừa đảo gì đâu mà mọi người sợ. Lâu lâu nó mới có cái bao nhiêu một bộ chị? 19 ngàn. Khách nào chia sẻ đủ 5 nhóm mua được giá 19 ngàn, còn khách nào không chia sẻ thì mua giá 25 ngàn, được chưa? Khách nào không chia sẻ là sẽ mua với giá 25 ngàn nha. Ê, mọi người có thích lên đầm phom sung không? Cái đầm này nó đẹp ghê lắm luôn á. Hoàng mới về cái lô đầm nó đẹp mà Hoàng ưng ý ghê lắm, mà Hoàng cũng chưa biết là phom nhiêu ký, mà đầm kim sa đẹp kinh khủng khiếp luôn, đẹp lắm luôn, ngất ngay trời mây luôn, vô cùng đẹp xuất sắc luôn. Cái hàng, ê, có ai ở trong đây mà từng mặc cái hàng mà có cái áo mà có cái chữ Machino này chưa? Mọi người mặc cái hàng thương hiệu mà có cái logo Machino này nè, cái tem này nè chưa, cái mác này chưa? Hoàng cũng không biết cái phom đầm này nhiêu ký mặc vừa mà nó quá đẹp luôn. Ê, để Hằng lấy cái Hằng mặc coi có đẹp không nha. Em đang mặc trong người luôn nè. Ok cục cưng. Ê, cái đầm Machino phom sung nha. Lâu rồi Hoàng mới tiễn được. Cái lô đầm này chắc cỡ tầm mấy chục cái à. Bán cho mọi người giá tri ân cho vui. Chia sẻ live stream mới bán nha. Free size, free size. Đầm là phong sung nha. Nhưng mà chắc trời ơi, mấy hot girl nó mặc đẹp ghê, còn mình mặc nó béo ghê. Phong này chắc cỡ tầm 60kg trở lại mới mặc được quá. Mặc như cái đầu bánh tét vậy trời. Chị mua về bán hả?
Ok chị Diệp Phượng, ok chị yêu. Rồi cái đầm này 60kg, 62kg mới mặc được. Xe cho mọi người giá 29.000. Giá 29.000 nha, đầm Maxino. Chị em nào tự tin thì mua mặc, rất là đẹp luôn. Lâu lâu nó mới có cái lô đầm kim sa này nha. Nếu như mà em hồi đó em 60kg chắc em mặc đẹp lắm. Giờ em béo này, em béo mà em giờ em 67kg em mặc chắc ói luôn á, ói lòi luôn, em chết quá trời ơi. Rồi được chưa, lên bảng màu cho cả nhà. Tri Ân giá 29.000 bạc thôi, quá đẹp. Cái đầm kim sa này người ta đang bán 100 mấy chục ngàn một cái. Ai mà không bán rẻ ơi là rẻ thì là sẽ là giá bao nhiêu hề? Ai không bán rẻ là giá là bao nhiêu ta? Ai bán rẻ là giá phải cỡ 45.000 á. Lúc xem được thì điện thoại nó hết pin, chán gì đâu. Bó tay cái con bé Dương Thanh này. Lên bảng màu đã các cục cưng ơi. Hàng mà Maxino này là không mua để tiếc nè. Hàng này là hàng nó đi hàng siêu thị không à. Cực kỳ đẹp. Cái này là màu trắng nè, màu đỏ nè, hàng theo ri nha. Màu hồng nè, màu cam đất nè, màu đen nè, màu vàng nè, màu xanh này ha, màu xanh ha. Quá đẹp luôn, ai lấy chốt cho Hoàng. 29.000 nha cả nhà mình ơi, 29.000. Đầm này mà mấy bạn gầy gầy nó mặc thì thôi chứ chỉ có nước lại gọi là chảy nước miếng luôn á. Cái hàng này là hàng xịn luôn. Hàng này là cái thằng này là nó đi hàng shop không à. Cái thằng hàng này nó đi hàng shop không nha. Ai lấy thì chốt cho Hoàng. Ai lấy thì chốt cho Hoàng, mua cái đầm này về mà mặc không đẹp cho trả lại luôn. Cái đầm này là tự tin đến như vậy đó, mua mà mặc đẹp không đẹp cho trả lại luôn. 29.000, không có số lượng nhiều đâu. Ai lấy chốt liền, chốt lẻ có hết. Rồi bây giờ Hoàng sẽ chốt nha, màu đỏ cho Út cưng ok. Màu đỏ cho Út cưng một cái này ok nè, cô đùm má ơi. Lộn. Ok, màu đỏ cho Út cưng nè. Màu đỏ cho Út cưng 29.000 nè, quá đẹp luôn. Cái miếng kim sa này không của người ta là hết 20.000, hai mấy ngàn rồi đó mấy bà ơi. Rồi, đầm đỏ cho Mỹ Vân Phạm ok. Một cái đỏ cho Mỹ Vân Phạm ok. Lấy màu nào chốt liền đi có hết nha. Hết là không có mà mua đâu. Ok này, Mỹ Vân Phạm này, coi cái logo Maxino này, quá đỉnh luôn. Mỹ Vân Phạm này ok nè. Cái hàng này là quá đẹp luôn, 29.000. Tiếp tục màu vàng cho bé La. Màu vàng cho bé La nè. Bé La màu vàng 29.000 nè. Rồi đầm màu đỏ cho Loan Nguyễn Thị nè, ok nè. Đầm màu đỏ cho Loan Nguyễn Thị nè. Đầm màu đỏ cho Loan Nguyễn Thị nè. Ok nè, cho Loan Nguyễn Thị nè. Cái đầm này đẹp lắm, chất vải xịn vô cùng xịn luôn. Loan Nguyễn Thị nè, đầm đỏ nè. Màu cam đất cho, màu cam đất cho Mỹ Vân Phạm nè. Mai chốt đơn cho em nha, chị dồn đơn ok cục cưng. Mỹ Vân Phạm nè, Mỹ Vân Phạm đầm cam này ok nè, 29.000 nè. Rồi bên đây là em Nguyễn Lụa là một cái cam nè. Ok nè, Nguyễn Lụa là một cái cam nè. Nguyễn Lụa là một cái cam nè. Nguyễn Lụa nè. 29.000 nè, em đang like hai mấy á, mấy chị không biết em chốt cho khách nào bên nào đâu. Rồi màu trắng cho chị Diệp Phượng nè. Mấy chị chốt nhanh có hết hàng. Diệp Phượng nè. Cái này em không có nhiều hàng, này là cực kỳ xịn. Mấy chị nhận hàng xong mấy chị mê luôn. Ok, màu cam cho bé La nè. Màu cam cho bé La nè. Màu cam nó mất dép rồi cha. Hết mẹ màu cam ở đây. Còn cái màu cam cho bé La màu cam nè. Cho bé La màu cam. Cái đầm này là siêu đẹp luôn. Bé La màu cam nè. Ok nè, 29.000 nè. Rồi ai lấy nữa thì chốt lên nha cả nhà. Chị Diệp Phượng có màu trắng rồi nha cả nhà, chấm bài lên cho em. Trời ơi cái khuôn đầm này nè, bạn nào mà 60kg trở lại là mặt nó cực kỳ đẹp nha. Hoàng là Hoàng béo quá, Hoàng là Hoàng béo quá mà hai cái khung xương chậu này nó to nữa chứ. Chắc có lẽ mình mặc màu đen nó đẹp hơn á, lấy mẹ cái màu đen mặc cho nó đỡ, nó đỡ nứ. Tại vì cái màu đen á thì nhìn nó ốm hơn á. Lấy cha cái màu đen mặc đi cho nó đỡ gớt. Nó tóm lại là rất đẹp nha, 60kg, 62kg mặc ok. Hoàng bây giờ 67kg rồi, ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá béo quá. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng, lấy cái màu đen mặc cho nó ốm bớt. Lấy cái màu đen mặc cho nó ốm bớt.
cái màu đen mặc cho nó ốm bớt. Ê Hoàng là có cái tật á, mặc chán xong rồi Hoàng cắt thành cái áo này mới ghê chứ. Hoàng mặc cái áo chán xong Hoàng cắt thành cái quần. Ô quên luôn, mặc cái đầm chán rồi cắt thành cái áo. Cam đất hả? Loan hả? Loan hình như hết cha một cam rồi gái ơi. Hết cha một cam rồi Loan ơi. Trời ơi, cái chất vải cái hàng này mà mua không trăm mấy chục ngàn một cái mới lạ luôn. Nổi cái logo mà cái miếng kim sa này thôi nè là hai mươi mấy ngàn miếng, mà từ người vào chợ Tân Bình mà hỏi cái miếng kim sa mà may lên đồ này là biết nhiêu tiền rồi. Mà hàng mà Martino này nè, mọi người mua đồ mà có cái logo đó chưa, nó xịn ghê gớm luôn á. Hoàng á, cái đầm này đầm suông đúng không? Hoàng mặc một thời gian á, Hoàng chán cái đầm rồi á, cắt thành cái áo mặc cũng rất là ok luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha, ai lấy thì chốt cho Hoàng, ai lấy thì chốt màu nha. Rồi bây giờ tua lại màu lần nữa, màu cam là hiện tại hết nè, có trắng còn trắng còn đen còn đỏ còn hồng còn xanh trắng đen nha. Màu đen Hoàng đang mặc nè, màu trắng nè ha, màu đỏ ha, màu trắng màu đỏ ha, màu xanh màu hồng màu vàng nè đó. Còn từng nứ màu thôi, ai lấy thì chốt nhanh chốt lẹ thì còn, nhanh thì còn, chậm thì hết, hết luôn là xong luôn. Xong có hàng này nữa đâu mà mua. Rồi chấm bài lên nha các tình yêu ơi, chấm lên để đi tìm mẫu qua. Mặc cái đầm chán rồi á, mấy chị cắt thành cái áo mấy chị mặc. Mặc cái đầm chán rồi mấy chị cắt thành cái áo mấy chị mặc nha, cái đầm nè. Em béo quá em mặc thành cái áo luôn á. Thảm ghê. Rồi cả nhà chấm bài lên cho Hoàng để Hoàng qua mẫu cái đầm đó, kim sa đó. Mặc chán rồi kéo nó lên thành cái áo luôn. Ê cái này cắt thành cái áo cũng được nữa chứ. Cắt ngắn qua thành cái áo kim sa. Rồi chấm bài. Chấm bài cho bà lên đi tìm đồ sale cho. Bộ người lớn hay bé chị là sao em ơi? Đặng Thảo Phương cái gì vậy em? Thôi tự nhiên con bé này nó vô nó hỏi cái gì mà giữa đường vậy trời. Bộ người lớn hay bé vậy chị là sao? Cái gì hồi nãy giờ Hoài có bán cái bộ gì người lớn bé gì đâu ta? Gì vậy trời? Mẹ bà bị yếu quá hả? Bà hỏi cái chi khơi khơi giữa đường biết chết liền à. Cái gì đây? Ồ áo tay dài đẹp rứa. Áo tay dài Trion luôn. Form này chắc cỡ 58kg trở lại quá. 58kg trở lại thôi. Tri Ân giá 18.000. Áp dụng cho khách có chia sẻ livestream. Áp dụng cho khách có chia sẻ livestream 18.000. Chất là chất gân nha cả nhà nha. Hàng này xịn lắm nè. Nhìn thấy chất gân chưa? 58kg là mặt đẹp. Chất là chất gân nha, cực kỳ đẹp luôn, hàng theo ri. Rồi cái này là màu xám nè. Của hình của cái này là có theo ri không? Ừ theo ri sao chứ. Ờ cái này hàng này theo ri. Cái hàng là theo ri nha, 18.000. Áp dụng cho các chị em chia sẻ livestream cho Hoàng. Từ từ Hoàng lên bảng màu đã nha. Màu xám nè, màu trắng nè, màu hồng nè, sọc nè, sọc nè. Lấy điện thoại của chồng em xem đỡ nè chị yêu. Ok Thanh, cho bé Dương Thanh nha. Tím nè, tím nè, Dương Thanh chị biết rồi. Xám nè, trắng. Rồi ai lấy chốt màu lên cho Hoàng. 18.000. Áp dụng cho khách có chia sẻ livestream nha. Áp dụng cho khách có chia sẻ livestream. Khách nào mà không chia sẻ livestream thì không có chốt đâu nha. Màu hồng, màu trắng, màu xám, màu tím, màu sọc. Rồi ai lấy màu nào hôm nay đây. Giá 18.000 một áo. Quá bèo luôn. 18.000 bây giờ mua không được cái ly sinh tố luôn á. Áo sọc ok cho Loan Nguyễn Thị. Ok áo sọc nè, cho Loan Nguyễn Thị một cái áo sọc 18.000. Loan Nguyễn Thị 18.000 ok. Rồi ai lấy nữa thì chốt cho Hoàng. Áo trắng chốt cho Nga Nguyễn ok. Quá rẻ quá bèo luôn. Ê chất là chất gân như vậy nè cả nhà nè, chứ không phải là cái hàng ba cái hàng tào lao dởm đâu. Hàng này xịn lắm á, ok lắm luôn á nè. Cái chất là nó làm cái chất đẹp lắm luôn nè. Chất là chất gân này nè, xịn chưa? Chứ không phải là ba cái chất mà dưỡng dưỡng thường thường đâu. Sale luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng. Nga Nguyễn một cái màu trắng nè. Ok chốt cho Nga Nguyễn nè. Cả nhà chấm bài lên đi cho Hoàng thấy mọi người được không?
cái gì mà yếu nhớt vậy. 18.000 cho Nga Nguyễn nè. Rồi ai lấy nữa thì chốt cho Hoàng Màu nè, màu tím nè, tháo cái tím coi thử đẹp không bay. Rồi đây, đẹp lắm, hàng theo ri luôn, màu tím nè, cưng chưa, mặt trắng da không. Rồi ai lấy tím chốt tím nha, thì giờ là còn tím, còn xám, còn hồng. Tím, xám, hồng, trắng, ai lấy chốt cho Hoàng. Tím, xám, hồng, trắng. 18.000 cái áo quá bèo, 18.000 cái áo là quá bèo, lấy thì chốt cho Hoàng. Hết sọc nha Vinh Nguyễn ơi, hết sọc rồi, hết sọc nha. Giờ còn xám, còn trắng, còn hồng, tím thôi, hết sọc nha Vinh Nguyễn ơi. Đây nè, màu hồng nè, ai lấy hồng chốt hồng cho Hoàng cái màu hồng nè, dễ cưng chưa. Có 18.000 mà hàng theory nha, không bao giờ có cơ hội nữa luôn á. Không mua hôm nay thì không biết cơ hội hôm nào để mà mua cái đồ giá rẻ bèo như con cá kèo luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha, ai lấy chốt nhanh, chốt lẹ. Rồi để Hoàng đi tìm đồ khác, Hoàng sai like cho. Chấm chấm ok, cho Mỹ Vân Phạm ok, chấm chấm. Lâu lắm rồi Hoàng chưa bán quần đùi cho mọi người hè. Lâu lắm rồi Hằng chưa bán quần đùi cho mọi người, để coi Hằng tìm quần đùi Hằng bán cho mọi người về phối với áo ba lỗ hay là áo thun nha. Lâu lắm rồi Hằng chưa bán quần đùi đúng không? Nay Hằng bán quần đùi cho mọi người lựa bữa coi. Lâu lắm rồi đó. Quần đùi. Một ri mấy cái? Một ri mấy cái? Một cái, hai cái. Một ri hai cái, quá đẹp chưa? Trời ơi, giá bao nhiêu đây trời, quần đẹp yếu trời. Quần này mà đi biển ha, mặc với áo thun chắc đẹp bá cháy luôn á. Chắc để lấy cái quần mặc coi. Dễ thương hè, dễ thương quá đi hè. Rồi, cả nhà ai hóng quần đùi không? Free size nha, nhiêu ký cũng mặc vừa hết trơn nha cả nhà mình ơi. Nhiêu ký nó cũng mặc vừa hết, bây giờ cái này là không có hàng để mà bán luôn rồi. Rồi cả nhà chấm bài lên đi, Hoàng like cái mẫu quần đùi này cho sale cho mỗi người mua cái mặc cho vui. Quá đẹp, free size nha. 45kg đến 65kg mặc vừa. 45kg đến 65kg mặc vừa. Đi tắm biển tắm đồ chắc ok á hè. 45kg đến 65kg mặc vừa. 45 đến 65kg mặc vừa nha các nàng ơi. 45 đến 65kg mặc vừa. Quần sọt này cái độ co giãn nó tốt lắm. 45 đến 65kg mặc vừa nha. Đi tắm biển là ok luôn nha cả nhà ơi. Đó, 45, 65 nha. Rồi, tri ân cho mọi người cái giá hú hồn hú vía luôn. Giá là bao nhiêu đây ta? Rồi, tri ân cho mọi người giá 17.000. 17.000 nha. Ai lấy thì chốt cho Hoàng. Trời ơi, cái chất co giãn miên man và quần có túi luôn. 17.000, ai lấy chốt cho Hoàng. Màu cam, cái này mà mua mặc ngủ thôi cũng sướng nữa trời. Mặc cái quần mà tao nói như hửa nằm trên cái đống nước đá vậy, nó mát lạnh luôn. Cái chất này là chất thun lạnh nha, mát lạnh luôn. 17.000, chưa bao giờ có cái số đó luôn, chưa bao giờ có nha. Ai mà không lấy thì bữa sau đừng có hỏi quần đùi, không bao giờ có quần đùi. Bạn nào gầy là mặc với áo ba lỗ là siêu cưng luôn, cưng hơn chữ cưng luôn. Rồi ai lấy cam chốt cho Hoàng mã cam. 17.000 nha, ai lấy cam chốt cho Hoàng mã cam. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này, 25 này. Rồi ok. Quần cam từ từ em chỉ đang lên từ từ từng màu một. Rồi ok, một cái quần cam. Sao tự nhiên coi hết được rồi trời. Ok, một cái quần cam nè, 17.000 cho Loan Nguyễn Thị nè.
có nhiều màu mọi người ơi. Quần đùi thì từ từ mọi người mua nha. Loan Nguyễn Thị một cái quần cam 17.000 nè, 17.000 cho Loan Nguyễn Thị một quần nè. Ok, cho Hà Trần một quần nè, cho Hà Trần một quần nè. Ai lấy thì tranh thủ lấy nha. Bữa sau á là hello quần đùi nè hả, ngàn năm nó mới về một lần á. Em mặc với áo ba lỗ vàng thành một bộ chị đẹp luôn. Hà Trần một cái quần cam ok nè. Hoàng là Hoàng chắc cũng phải chừa lại mấy quần Hoàng mặc mất. Bộ satin lần sau hả, còn đủ màu mà em, 4-5 màu gì đó cục cưng ơi. Rồi nè, bà Hà Trần một cái quần 17.000 nè. Ai lấy cam chốt cam nha. Ai lấy cam chốt cam. Không bao giờ có giá này. Chốt cho bà Hà Trần một quần nè, chốc vải đẹp quá. Hà Trần 17.000, chốc vải xịn quá. Ba quần sọt bông đen. Mắt bà kia bà địa nhanh quá vậy. Bông đen cho Nga Nguyễn. Một ri nó có hai cái thôi bà ơi. Bà lấy hai cái đi Nga Nguyễn ơi. Một ri nó có hai cái thôi. Cái bông màu đen này một ri nó hai cái thôi nha. 5 cái, 5 màu đùi. Ok chị Diệp Phượng ok, đợi em xíu. Ê, cái này có được có hai cái à. Một ri nó có hai cái, chị chốt cho Nga Nguyễn hai cái nha cục cưng ơi. Một ri hai cái à. Cái này là nó cứ làm ri hai cái, ri hai cái à. Ok là chốt cho Nga Nguyễn nè. Chưa kịp lên màu là mấy bà chốt rần rần à. Nga Nguyễn nè, 17.000 hai cái nè. Đẹp vô cùng đẹp luôn. Rồi. Cái này là chị Diệp Phượng là 5 màu đúng không? Ok chị, để em lựa cho màu tối tối hả? Từ từ em, chị cũng chưa có lên được nữa. Nó đang từ lưu hụt dư hết đây. Mà em cũng không biết 5 màu tối tối, để em lựa cho chị Diệp Phượng cái đã. Rồi tính nha. Chị Diệp Phượng nè, một cái hình con này nè. Chị Diệp Phượng là một cái hình con ngựa nha. Ai lấy ngựa xám chốt ngựa xám cho Hoài. 17.000 cái quần đố ai đi mua được. Ngựa xám cho chị nè, một cái nè. Em mà chị lấy cái màu sáng sáng thì nó cũng có sao. Chứ chị lấy màu tối không sao em lựa cho được. Chị chưa lên quần lỡ đâu cục cưng ơi, quần lỡ mấy hôm trước chị lên rồi. Rồi một cái nữa là cái màu xanh nữa thứ hai nha. Đùi bông đen hết nha, đùi bông đen hết. Hai cái nè. Đang lựa cho chị Diệp Phượng nha. Rồi một cái nữa là ba nè. Màu này nu nhu, nó tóm lại là ok lắm chị, ba nè. Rồi một cái này nữa là bốn nè. Giờ mà mọi em cũng không biết cái màu gì vô màu gì nữa. Một cái màu này nữa là 4 nè. Tiền cho chị 5 màu sao em sắp xỉu ghê á. Rồi chốt cái này là 5 nè. Đùi bông đen hết rồi mọi người, có ri thôi. Một ri có hai cái thôi. Một ri là có hai cái, không có nhiều đâu. Rồi ok nè, chốt cho chị Diệp Phượng nha. Em chọn vậy thôi chứ bây giờ mà chị biểu em chọn nữa, em chọn được em chết liền. Em là em ráng em ưu tiên chị lắm rồi á. Là chị mua nhiều quá nên em ráng em cũng ưu tiên, em phục vụ hết sức luôn á. Chốt cho chị Diệp Phượng nè. Diệp Phượng nè. 5 cái nè. Ok nè. Rồi nè, bây giờ lên bảng màu nha. Bây giờ lên bảng màu. Rồi ai lấy cái hồng chốt cho Hoàng cái hồng. Hồng này còn có cái à. Còn có cái nha, ri hai cái mà chốt cho chị kia rồi. Ai lấy hồng chốt hồng nha, đẹp. Con ngựa với quần xanh nha chị. Em lấy cái quần con ngựa với quần xanh đúng không? Nga Nguyễn đúng không? Ok nè. Mắt bà địa nhanh ghê. Quần con ngựa là 1 nè. Có cái quần xanh này là 2 nè. Ok cho Nga Nguyễn nha. Mấy bạn lựa lẹ chứ không là hết. Cái quần này không có hàng đâu. Cái hàng xịn này không bao giờ có. Cái hàng này xịn mà túi nó sâu như vậy nè. Trời ơi 17.000 cái quần mà tao nói mặc sướng luôn. Bạn nào mà gầy mặc với áo ba lỗ nó sướng luôn. Hoàng béo mà còn mặc cảm thấy sướng nữa. Mấy bạn gầy mặc sướng lắm. 17.000 cái mua chục cái mặc cũng vẫn còn sướng. Mà nó thiệt có 170.000. Tối ngủ thay sướng luôn. Có quần đùi nè, phối với áo gì cũng ok hết luôn. Nga Nguyễn nè, hai cái nữa nè. Ok Nga Nguyễn nè, đúng không? Cái màu xanh với cái này đúng không? Rồi ai lấy cái hồng chốt hồng cho Hoàng nha. Nè, cái màu hồng này mặc rất là cưng. Cái màu hồng này mặc cưng lắm. Ai lấy hồng chốt hồng. Chứ không là hết luôn. Em hai quần chị chọn đại cho em nha. Chị chọn đại cho em nha. Hồng chốt cho Trần Lan ok nè. Một cái hồng chốt cho Trần Lan đẹp. Em cảm ơn chị ok. Rồi cái này cho Trần Lan nè. Xanh gì vẻ út cưng ơi, hết rồi em ơi. Cái xanh đó còn có cái à. Trần Lan ghé nè, 17.000 ok nè. Bán rẻ như thử là gì à. Bán rẻ như gì à. Một quần ngựa hết rồi Hà Trần ơi. Bị văng ra hết rồi. Bị văng ra là nó hết luôn rồi, đúng rồi đó.
Giăng ra là nó hết đó. Đừng có bao giờ bị giăng ra. Ai mà bị giăng ra là nó hết luôn, là thấy mẹ luôn. Hồng nha. Ê chị lựa cho em một cái quần màu màu hồng, với lại một cái quần màu lính nha. Nghe Phan Thảo Loan ơi, một cái quần màu hồng này nè, với quần màu lính nha. Là chị, là bản thân chị là chị thấy đẹp nhất rồi đó. Một cái quần màu hồng với một cái quần màu lính nha, Phan Thảo Loan nha. Rồi ai lấy lính chốt lính cho Hoàng. Ê lính mình cũng chừa cái, mình mặc cái lính nó cá tính. Mặc lính là nó cá tính. Chốt cái này cho bé Phan Thảo Loan này. Cái mũi mà hả, mấy cái bụi vải này nó bay vô là nó ngứa mũi ghê luôn. Hai cái 17.000, quá bèo. Tối hôm nay nhiều chị không xem được, tiếc vô cùng. Ngày mai xem lại, kiểu gì cũng có nhiều chị chụp màn hình hỏi Hoàng ơi quần này còn không cho xem, mà không bao giờ còn. Rồi ai lấy lính chốt lính cho Hoàng. Hello em Phan Ngà. Rồi ai lấy lính chốt lính nha. Ai lấy lính chốt lính. Lính là còn ba cái lính. Ai lấy lính chốt lính cho Hoàng. Các tình yêu ơi, ai lấy quần lính chốt lính, lính cho Loan Nguyễn Thị một cái. Ok cục cưng, quần lính nè. Ok cho Loan quần lính nè. Rồi cho em Vũ Kiều hai lính nè. Loan Nguyễn Thị một cái lính này là hết lính nha. Ui chết mẹ rồi, Hoàng chưa có cái nào lính hết trơn vậy. 17.000. Rồi ok nè. Lính này cho Diễm Kiều nè. Diễm Kiều hai cái này, một ri nó là hai cái luôn á. Không, á chị mặc ra cái mẫu này qua rồi. Cái mẫu này qua rồi. Lính hết nha. Em hỏi chị không biết hỏi ai đâu. Mạng giờ chán á. Ê ngựa hồng có hai con ngựa hồng. Nó luôn có hai cái ngựa hồng. Ngựa hồng này, ai thích ngựa hồng thì chốt. Bé gái hay là nó, tóm lại là ai cũng mặc vừa cái chất này sướng lắm. Trời ơi nó dày nó đẹp, nói chung là sướng đó mà. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng ngựa hồng, một ri đó có hai cái nha. Một ri nó có hai cái, cái quần này mặc còn sướng hơn quần rin. Lính hết nha Hà Trần, hết nha Trần Lan. Ngựa là lại còn ngựa hồng này thôi nè Diễm Kiều ơi. Cái mũi ngứa rồi đó. Đẹp chưa? Chất vải cưng chưa? Ngựa hồng, có hai cái ngựa hồng, ai lấy ngựa hồng chốt ngựa hồng nha. Ngựa hồng chốt cho bé La này. Áo chị mặc là cái lô siêu thị chị bán lâu quá rồi. Có nhưng mà em chốt sâu người ta nên không còn. Bé La một cái ngựa hồng này 17.000 nè. Quần bao nhiêu chị? 17.000 em. Em bị văng ra nữa rồi, bà văng ra là bà khỏi mua được luôn á. Người ta mua hết luôn. Ngựa hồng, ai lấy ngựa hồng chốt ngựa hồng. Ngựa hồng còn một con nè. Một con ngựa hồng này không ai lấy là họ sẽ mặc liền. Nó đẹp đẹp kinh luôn nè. Trời ơi, nó tóm lại là chất vải nó mát như nước đá luôn, sướng vô cùng luôn. 17.000 ngựa hồng. Ngựa hồng ai lấy ngựa hồng chốt ngựa hồng, còn có con ngựa hồng à. Rồi ok ngựa hồng này cho Loan Nguyễn Thị nè, đẹp lắm, chất vải mê man luôn. Làm gì có cái quần 17.000 mà nó đẹp dữ vậy. Loan Nguyễn Thị ok, ngựa hồng 17.000 ok cục cưng. Cái này chia sẻ livestream mấy chút mấy bà ơi. Ngựa hồng hết luôn, có hai con ngựa hồng thôi. Không có đâu mà có nhiều, hết rồi. Ngựa hồng cho Loan Nguyễn Thị là hết luôn nha. Rồi bây giờ qua cái mẫu này nè, 7 màu. Cái quần này mặc với cái áo này mới dễ thương nè. Có mấy cái 7 màu đây ta? Mấy cái 7 màu đây, có mấy cái 7 màu vậy trời? Có 4 cái 7 màu thôi. Đây, đi tắm biển nha, có 2-3 đứa bạn thân á. Có 2-3 đứa bạn thân á, mua 2-3 cái quần như vậy là 2-3 cái áo thun trắng á, mặc đi tắm biển là mặc đồ cặp luôn dễ thương. Nhà có hai chị em hay là cái gì vậy? Trời cá tính lắm, đẹp lắm, cưng lắm, thương lắm, yêu lắm, xa lắm. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng. Cái này 7 màu nha, có 4 cái nè. Thiệt luôn á. Cái này mà có đội có nhốn gì ha là sướng luôn. Mạng vải hả? Mạng mấy bữa giờ yếu lắm. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng 7 màu nha. 7 màu còn 4 cái nè cả nhà ơi. 7 màu cưng lắm. Cái này hai vợ chồng mặc cũng được luôn, đi tắm biển á. Chốt cho Diễm Kiều. Vô cùng đẹp luôn. Hơi bị xuất sắc luôn. Rồi ai lấy 7 màu chốt 7 màu. Ai lấy 7 màu chốt 7 màu nghe chưa. Chứ giờ nó còn có mấy cái vậy trời. Cái gì vậy trời. Nó muốn hết rồi sao á. Hồi chiều cái chị phụ kim chị lấy hết một mớ rồi. 7 màu cho Trần Lan một cái. Ok. Vậy là còn một cái không ai lấy, mình lấy mình mặc luôn. Chốt cho Trần Lan một cái 7 màu.
có 17.000 hoặc nó thiệt lựa 10 cái mà cũng vẫn rẻ. Chốt cho Trần Lan 17.000, ok. Nó quá rẻ luôn á, mà chất vải đẹp lắm. Rồi ai lấy cái mẫu loan, cái này là nó loan loan như vậy nè. Ai lấy cái mẫu loan chốt cho Hoàng Loan có 2 cái nha. Em ra giật lại luôn hả? Chị chốt rồi đó. Rồi cái mẫu này là loan nè, có 2 cái loan, nó loan màu như vậy nè, cưng không? Trời ơi, những cái mẫu này là hàng độc không, không bao giờ có hàng để mà bán luôn. Rồi ai lấy mẫu loan chốt cho Hoàng Loan. Bây giờ mặc những cái mẫu này là rất là độc và đẹp luôn. Ai lấy mã loan, nó loan như vậy nè. Rồi ai lấy loan chốt loan ha. Loan có 2 cái thôi nha, một ri nó cứ 2 cái, một ri nó cứ 2 cái vậy thôi. Mấy bạn chốt kiểu gì mấy bạn chốt. Rồi ai lấy mã loan thì chốt cho Hoàng nó loan nè. Loan loan vậy đó. Loan. Ai lấy chốt cho Hoàng. Mã này là cái gì đi trời. Ê, cái này là đen nè, đen mà theo dạng thổ cẩm nè. Rồi ai lấy đen thổ cẩm chốt cho Hoàng nha. Có tổng số là 5 cái đen thổ cẩm. Có tổng số là 5 cái đen thổ cẩm nha. Vừa ri size nhiêu ký của mặt vừa hết á. Rồi cái thổ cẩm này là có 5 cái thổ cẩm. Ngọc Mai lên thông tin số điện thoại địa chỉ cho Hoàng. Free size bao nhiêu ký của mặt vừa hết. Free size bao nhiêu cái của mặt vừa. Thấy Ngọc Mai bên đây chọn loan 2 cái rồi, 2 cái loan rồi. Nhưng mà Ngọc Mai phải lên số điện thoại địa chỉ cho chị nè. Còn không thì chị chốt cho khách quen á. Cái áo sọc đằng sau còn sót có cái á. Ai nó bữa nó xả ra chị treo lên đó bà ơi. Qua tuần sau hả? Tuần sau cỡ thứ mấy á Phan à? Tuần sau cỡ thứ mấy? Tuần sau cỡ thứ mấy bà ơi? Rồi cái này ai lấy cho Hoàng đen thổ cẩm này, cái này mặc mới cưng nè. Ê cả nhà coi nè, ê đẹp chưa? Ôi trời ơi. Cá tính luôn, free size nhiêu ký cũng mặc vừa hết. Đen thổ cẩm có 5 cái, ai lấy chốt cho Hoàng. Đen thổ cẩm được chưa? 5 cái. Rồi là nhanh màu nha. Cái áo sao còn có cái ai xả ra chứ có một. Rồi cái này ai lấy chốt cho Hoàng tím. Ngọc Mai không lên thông tin số điện thoại địa chỉ thì chị sẽ chốt cho em nha. Đây, đây ai lấy tím chốt tím nè. Tím nè, tím đẹp chưa? Có một cái màu tím. Cho em một cái thổ cẩm ok. Cái bè tì gian hả? Ok. Ngọc Mai phải mua đơn hàng 100.000 bên chị mới ship nha. Chứ mua hai cái 34.000 là tiền ship 30.000 sao đặng. Mua rẻ nó cũng thành mắc, thành ra là mua 100.000 mới bắt đầu ship. Nga Nguyễn ok. Đơn hàng ít nhất là 100.000 bên Hoàng mới ship. Ok, một cái tím cho Diễm Kiều nè. Lựa sao cho đủ 100.000 nha cục cưng. Để em cái loan màu đi, em bị tụt cái lính hồi nãy. Rồi, cái loan màu con bé bên kia nó chốt cha rồi. Cái tím này cho Diễm Kiều nè. Ai bị em chốt chậm quá mà. Rồi, cái tím cho Diễm Kiều luôn. Mang gì kỳ cục lá sọc cho em ok. Ngọc Mai ok. Để ngày mai mà con bé Ngọc Mai kia mà nó không nứ là chị xử lý nó cho. Chị đưa cho em liền. Không đủ đơn là chị xả chị bán cho em cho nó gần. Rồi có hai cái màu này gọi là nó là xanh loan. Nó cũng loan loan nhưng mà nó màu xanh này. Trời ơi mặc cái gì mà nó trắng da này. Đeo cái đồng hồ vô những chắc dễ thương lắm á ha. Đây nè, ai lấy loan màu xanh chốt loan màu xanh free size nhiêu ký cũng mặc vừa. Đừng có hỏi giùm Hoàng nha. Đừng bao giờ hỏi số ký. Hỏi số ký thì người khác chốt mắt quần này, đồ co giãn này, có túi này. Túi mà nó sâu đựng vừa cái điện thoại luôn chứ không phải túi mà nó may cạn cạn đâu. Đẹp quá. Loan màu xanh nha. Loan màu xanh là có 2 cái. Bình thường một ri nó có 2 cái, lấy 6 sọc cho em ok em. Nó sọc 19.000 để hồi chị lấy chị bỏ cho. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng. Mai lên lấy ok hả trời. Rồi ai lấy loan màu xanh chốt loan màu xanh nha. Rồi cái này là có cái xanh ngọc với xanh biển. Có một cái xanh ngọc và một cái xanh biển. Có một cái xanh ngọc và một cái xanh biển, ai lấy thì chốt. Màu nào cũng đẹp hết trơn, hoàn thực mọi người luôn. Một cái xanh ngọc và một cái xanh biển nè, cưng không? Cái này là béo quá chứ người ta gầy gầy chắc người ta mặc đẹp chảy nước miếng luôn. Một cái xanh ngọc, cái này là xanh ngọc nè. Cái này đáng lẽ là xanh cô xanh biển á, nhưng mà xanh xanh biển. Xanh loan ok cho Loan Nguyễn Thị một cái nè. Ok nè. Cho Loan Nguyễn Thị một cái đẹp lắm nè. Cưng lắm.
Trời ơi, cái 17.000 một cái, mua 10 cái mặc cũng vẫn rẻ. Không, không phải chị like hai mấy, nhưng mà cái chữ nào nó nổi lên trước á, hiểu không? Cái chị nhìn cái chữ mà, cái chữ nó chạy lên trước á. Loan Nguyễn Thị, Loan Nguyễn Thị nè. Quan trọng là cái chữ nó phải chạy lên trước, chứ không phải là chị nhìn máy bên này, nhìn máy bên kia. Cái chữ nó chạy lên trước rồi chị mới chốt được. Rồi tiếp tục cái màu hồng này, hình như xanh ngọc. Ok, xanh ngọc cho bé Loan Nguyễn Thị luôn nè. Cái quần của bà đâu rồi, bỏ vô đây luôn bà ơi. Ok nè, chốt cho Loan Nguyễn Thị nè. Rồi ghi vô đây hai cái xong, khỏe. Rồi cái màu hồng này hoàn còn 5 cái. Cái màu hồng này còn 5 cái nha. Rồi là hết luôn. Hết luôn cái màu hồng còn 5 cái, với lại một cái xanh loan cộng hai cái xanh đó luôn. Xanh loan thì có chứ mà hai cái xanh đó hết da rồi, còn được có cái à bà Nga Nguyễn ơi, đỡ nha. Lần mua cũng tụt mất da cái. Đây nè, chốt cho em một cái xanh loan với lại một cái xanh này nha, hai cái xanh đó luôn hết cho rồi. Chốt cho Nga Nguyễn nè. Trời, nó rẻ mà về tối mặc ngủ cũng sướng nữa, chứ không cần làm cái chi nhiều nhiều. Có 17.000 bán vừa tri dân. Rồi còn cái hồng nè. Cái hồng này hoàn còn 5 cái nha. Cái hồng này hoàn còn 5 cái rồi, kết thúc chương trình luôn. Còn lại là cái hồng hoàn còn 5 cái hồng. 5 cái màu hồng như vậy nè. 5 cái màu hồng như vậy nè. 5 cái màu hồng nha, ai lấy hồng chốt hồng 5 cái màu hồng. 5 cái màu hồng và 7 cái màu cam. 5 cái màu hồng và 7 cái màu cam. 5 cái màu hồng và 7 cái màu cam nha, chất nó co giãn như vậy nè. Quần có túi nè. Quần có túi như vậy nè, chất co giãn sướng vô cùng sướng luôn. Trời ơi, cái này là hoàng béo cỡ này, chứ còn mọi người gầy là mặt nó xinh như là gì luôn. Một cái hồng cho Diễm Kiều. Hồng này là hoàng còn 5 cái, màu cam còn 7 cái. Diễm Kiều nè. Ok, một cái hồng cho Loan Nguyễn Thị luôn, ok. Rồi ai lấy nữa thì chốt cái màu cam cho người hoàng mặt á. Thì cũng còn được 7 cái, cái màu hồng này còn được 3 cái thôi. Tại vì chốt cho hai người rồi là còn 3 cái. Rồi là hết nha, hết mấy chục cái rồi đó. Bé La cái màu hồng, ok. Bé La cái màu hồng. Còn quần đùi nữa không chị? Thích quần đùi nữa hả? Bé La cái màu hồng nè. 17 nè. Hoàng lại thích cái màu cam. Thư Anh một cái màu hồng nè. Thư Anh một cái màu hồng nè. Vậy là còn một cái màu hồng duy nhất thôi. Thư Anh nè. Thư Anh nè. Thư Anh nè. Thư Anh chị quên tra số điện thoại của em rồi, em cho chị lại thông tin với. Huyền Đặng này, khách cũ hay khách mới đây? Màu hồng với màu cam cho Huyền Đặng. Màu hồng với màu cam cho Huyền Đặng. Ê, cái sao tối thui vậy? Màu hồng với màu cam cho Huyền Đặng, ok. Về bán combo 3 cái hả? Màu hồng với màu cam cho Huyền Đặng này. Nhớ lựa đủ đơn 100.000 hoàng mới chốt nha. Ui, màu hồng bên đây cho Phan Ngà hết mất tiêu. Huyền Đặng khách cũ hay khách mới đây chị yêu ơi? Huyền Đặng nè. 17.000 hai cái nè. Rồi bây giờ nó chỉ còn một cam thôi nha. Còn mấy cái một cam? Còn 5-6 cái một cam gì đó, với lại một cái 7 màu. Combo 3 cái ha. Có quần đùi cái mẫu này đẹp mà hết rồi. Quần đùi này bây giờ cái mẫu này đẹp mà hết rồi. Có màu cam chị đang mặc là thấy còn thôi. Màu cam chị đang mặc là dễ thương nè, cam hoa này nè. Chị đang mặc là đang thấy còn thôi. 17.000. Chị ơi, em hốt của chị hết 7 cái quần rồi đó hả? Ủa vậy luôn hả? Em đếm được luôn hả? Rồi đây, ê, sót 2 cái quần ngựa. Ngựa xám, tự nhiên sót 2 cái quần ngựa xám này rồi, hết nha. Hết. Kết thúc chương trình 17.000 cả nhà. Hàng co giãn chất vải cực kỳ xịn luôn. Quần thì có túi như thế này luôn. Có 17.000 đố mà tìm ra. Rồi. Cái này là còn hai cái con ngựa màu xám.
hai con ngựa màu xám nha, màu cam hoàn mặt là đẹp. Ok, hai con ngựa cho Diễm Kiều luôn, rồi hết luôn. Diễm Kiều nè. Ok. Rồi, giờ còn có một cam hoàng đang mặc trên người thôi nè cả nhà. Giờ còn có một cam hoàng đang mặc trên người thôi. Ai thích lấy cam thì chốt cam chứ hết cha rồi. Ai lấy cam chốt cam cho Hoàng. Với lại còn một cái bảy màu. Với một cái cam. Cái cam này mặc dễ thương mà. Rồi bây giờ Hoàng đi coi thử cái quần này thôi. Quần này Hoàng tê cho mọi người 15 ngàn. Không ai lấy là em lấy hết nha.